Nội dụng của ngài hồi hướng là bao quát tự lợi lợi tha, ví như đối tượng đầu tiên ngài hồi hướng, tức là những Bồ Tát đã phát nguyện lớn, đến hiện tại vẫn chưa viên mãn đầy đủ. Vị Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng đẳng tất cả Phật, nguyện đem căn lành của mình tu hồi hướng cho Bồ Tát nguyện lớn chưa đầy đủ, hy vọng các ngài đắc được lợi ích, sớm được tại tầm mãn nguyện, sau đó tức là những vị Bồ Tát. Tuy nhiên nỗ lực chẳng giải đãi, nhưng tâm của ngài chưa đắc được cảnh giới thanh tịnh thật sự. Vậy vị Bồ Tát này tu hồi hướng đẳng tất cả Phật là đem căn lành công đức của mình tu tập hồi hướng cho vị đó, hy vọng vị đó sớm đạt được cảnh giới tâm thanh tịnh. Hơn nữa, có Bồ Tát tu 10 ba la mật vẫn chưa rốt ráo viên mãn. Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật là đem căn lành của mình tu tập hồi hướng về vị đó, khiến cho vị đó sớm được viên mãn lên được bờ Bồ Đề bên kia. Và nữa, Bồ Tát sơ phát tâm, do tâm chưa được hoàn toàn kiên cố, Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật sẽ đem căn lành công đức của mình tu tập hồi hướng cho vị đó, trợ giúp ngài an trụ nơi tâm, giống như tâm Bồ Đề Kim Cang vĩnh viễn chẳng thối truyền tâm Bồ Đề Giác Đạo, nơi nhất thiết trí huệ, nhất thiết trùng trí cũng sẽ chẳng thối truyền. Vì Bồ Tát đắc được lợi ích hồi tự hướng tha, không chỉ mình an trụ tâm Bồ Đề Kim Cang chứng được bất thối chuyển. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, cảnh giới của ngài tu hành đã đạt đến bát địa vô cùng dụng hạnh, còn gọi là đại tinh tấn, tinh thần diệu dụng, nhiệm vận tự như, thấu đạt tất cả các pháp, gọi là thủ hộ Bồ Đề môn tất cả căn lành. Bồ Tát hồi hướng như vậy hay khiến cho chúng sinh xả lìa ngã mạn, phát tâm đại Bồ Đề viên mãn thành tiểu nguyện lớn đã phát, an trụ chỗ trụ của tất cả Bồ Tát, hoặc được hết thảy căn lành minh lợi của Bồ Tát, tín tấn niệm định huệ, tu tập đủ thứ căn lành, khiến cho chúng sinh đều chứng nhất thiết trí, cuối cùng thành quả vị Phật. Phật tử, đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng cho Bồ Tát như vậy rồi, lại đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nguyện hết thảy căn lành của tất cả chúng sinh, cho đến rất nhỏ chừng một khẩy móng tay, được thấy Phật nghe pháp cung kính thánh tăng, các căn lành đó đều lìa chướng ngại, niệm Phật viên mãn, niệm pháp phương tiện, niệm tăng tôn trọng, chẳng lìa thấy Phật tâm được thanh tịnh, đắc được các Phật pháp, tinh tập vô lượng đức, thanh tịnh các thần thông, xả bỏ pháp nghi niệm, nương giáo lý mà trụ. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát, nội dung giống như kinh văn đã nói ở trên, hồi hướng cho tất cả Bồ Tát rồi, sau đó lại đem căn lành tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài âm thầm cầu nguyện nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh nhờ căn lành của họ, và căn lành tôi hồi hướng cho họ dù rất cực nhỏ cũng có thể khiến cho họ đạt được lợi ích. Thời gian khẩy móng tay liền được thấy Phật, nghe được Phật nói pháp, đồng thời cũng thấy được nhiều đại đức hiền thánh tăng cung kính lễ bái Tam Bảo. Những căn lành đó đều khiến cho chúng sinh lìa khỏi tất cả sự chướng ngại, cho đến chúng sinh có ít căn lành cũng lìa khỏi tất cả chướng ngại như nhau, sinh khởi tâm niệm Phật, dùng thâm tâm niệm Phật, chẳng có giờ phút nào không niệm Phật. Niệm Phật niệm đến cảnh giới, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, niệm đến viên mãn rốt ráo, thì không niệm mà tự niệm, đó gọi là niệm Phật tam muội, sẽ đạt đến giai đoạn niệm Phật viên mãn. Phương tiện niệm Pháp, Bồ Tát tại phương diện niệm Phật đã được tam muội, tại phương diện niệm Pháp thì tự nhiên cũng được vô lượng Pháp hỷ, vì nó đã vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, biết rõ 84.000 pháp môn, chẳng có môn nào chẳng phải là pháp môn phương tiện, chẳng có môn nào chẳng phải là pháp môn không hai. Ngài dùng đủ thứ tất cả pháp phương tiện, chẳng có pháp nào chẳng tọa tâm mãn nguyện, niệm tăng tôn trọng, hiền thánh tăng trong mười phương ngưỡng mộ nghĩ nhớ cung kính tôn trọng. Ngài đầy đủ ba niệm thành tựu công đức niệm Tam Bảo, cho nên chẳng lìa thấy Phật, thường thường thấy được chư Phật, do đó trong tâm chẳng sinh tất cả vọng niệm. Chẳng có vọng niệm thì tâm sẽ đắc được thanh tịnh, do đó đắc được pháp nói, pháp hành, pháp tu của chư Phật, đó đều là vì tâm được thanh tịnh mới đắc được các Phật pháp. Nếu tâm chẳng thanh tịnh thì chẳng đắc được tất cả pháp, tích tập vô lượng đức, tịnh các thần thông, đắc được pháp vô thượng của chư Phật rồi thì nhất định phải tu, phải trì, phải hành mới đắc được lợi ích. Y theo pháp mà hành thì sẽ tích tập vô lượng căn lành công đức, tu phạm hạnh thanh tịnh sẽ đắc được trí huệ vô thượng, cũng có thể thành tựu vô lượng thần thông. Trí huệ và thần thông đều do sự tu thanh tịnh và niệm Phật tam muội mà chứng được. Chúng sinh thọ được lợi ích lớn của Bồ Tát hồi hướng. Thì đối với sự hoài nghi về Phật pháp trong quá khứ chẳng minh bạch, hiện tại đều quét sạch,
An trụ nơi lời dạy của chư Phật nói, y pháp phụng hành, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Như vì chúng sinh hồi hướng như vậy, vị thành văn Bích Chi Phật hồi hướng cũng lại như thế. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, vì tất cả chúng sinh hồi hướng như kinh văn đã nói ở trên. Đối với bậc thánh hàng nhị thừa, thành văn Bích Chi Phật, Ngài cũng vì các bậc ấy mà hồi hướng như thế. Đại nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn liệt khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vua Diêm La, tất cả nơi ác, tăng trưởng tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm siêng cầu nhất thiết chủng trí, vĩnh viễn chẳng hủy báng chánh pháp của chư Phật, được an lạc của Phật, thân tâm thanh tịnh, chứng được nhất thiết trí. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, trước hết Ngài đem căn lành hồi hướng về chư Phật để biểu thị báo ơn Phật, sau đó hồi hướng cho các Bồ Tát phát tâm khác, lại hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lại hồi hướng cho hàng nhị thừa. Hiện tại Ngài lại đem căn lành tu hành hồi hướng cho chúng sinh thọ khổ trong ba đường ác. Bồ Tát tâm bì tha thiết, bình đẳng nghĩ đến chúng sinh thiện ác. Ngài nói, nguyện đem căn lành của tôi tu hồi hướng cho chúng sinh trong ba đường ác, hy vọng họ được lợi ích này, vĩnh viễn xa lìa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và vua Diêm Vương, tất cả nơi ác, nơi thọ tội, được sinh về chốn lành, thấy Phật nghe Pháp, tăng trưởng đạo tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm nhất trí, siêng năng tinh tấn, cầu nhất thiết chủng trí, nhất thiết đạo chủng trí, vĩnh viễn chẳng hủy báng chánh Pháp của chư Phật, đạt được an lạc giống như Phật, thân tâm thành tịnh, chứng được nhất thiết trí huệ. Phật tử hết thảy căn lành của Đại Bồ Tát đều nhờ nguyện lớn phát khởi, chánh phát khởi, tích tập, chánh tích tập, tăng trưởng, chánh tăng trưởng, đều khiến cho rộng lớn, đầy đủ, sung mãn. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát hết thảy căn lành của Ngài đều do Ngài phát khởi nguyện lớn mà sinh ra. Nếu vốn chẳng có căn lành, sao lại phát khởi nguyện lớn mà trợ lực hạnh? Do lực hạnh căn lành chưa sinh sẽ khiến sinh ra, phát khởi tức là lực hạnh, chánh phát khởi là liệt khỏi tất cả lỗi lầm. Lực hạnh chánh đạo tích tập, do nơi lực hạnh chánh đạo sẽ tích tập rất nhiều căn lành. Chánh tích tập là nói ở trong sự hành tất cả chánh đạo, bao quát hết thảy nghiệp thiện, thành tựu giúp thành Bồ Đề đạo hạnh. Cũng có thể nói do nguyện lực nhiếp căn lành này thành các tháng hạnh, khiến cho nó chẳng tán mất, cho nên nói tích tập, chánh tích tập. Lại vì nguyện lực nhiếp hóa căn lành tích tập các tháng hạnh, lại sinh các tháng hạnh thì gọi là tăng trưởng. Ở trong mỗi mỗi các tháng hạnh bèn sinh ra tất cả các tháng hạnh, gọi là chánh tăng trưởng. Bồ Tát khiến cho những căn lành này đều rộng lớn, đầy đủ, sung mãn. Phật tử Đại Bồ Tát ở tại gia cùng với vợ con chưa từng tạm xả bỏ tâm Bồ Đề, chánh niệm suy ngẫm cảnh nhất thiết trí, tự độ độ tha khiến cho được rốt ráo, dùng phương tiện khéo léo giáo hóa quyến thuộc của mình, khiến cho nhập vào trí Bồ Tát, khiến cho thành thục giải thoát, tuy cùng ở chung với nhau mà tâm chẳng chấp trước, dùng gốc đại bi mà hiện ở nhà, vì dùng tâm từ mà tùy thuận vợ con, nơi đạo thành tịnh của Bồ Tát chẳng có chướng ngại. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài ở tại gia, sống chung với vợ con, cũng chẳng quên đi tâm Bồ Đề. Bồ Tát Đại Thừa thường thường thị hiện người bình thường có thề thiếp con cái tôi tớ vân vân, như Bồ Tát Đăng Địa hay thị hiện vua chuyển luân Thánh Vương và ông vua trưởng giả giàu có. Có Bồ Tát thị hiện phàm phu, thậm chí thị hiện người ác, mục đích đều là vì giáo hóa chúng sinh, tùy duyên thị hiện, tùy nguyện thị hiện, cho nên Bồ Tát có Bồ Tát Đại Gia và Bồ Tát Xuất Gia có thể phân biệt từ cách phục sức. Bồ Tát Đại Gia đều là thân mặc đồ hoa, đầu đội mũ, thân bằng chuỗi. Bồ Tát Xuất Gia thì đầu tròn mặc áo cà sa. Cà sa còn gọi là y phước điền. Chúng sinh thấy người xuất gia thì đảnh lễ, tức là thấy y phước điền mà hướng đến cầu phước, cho nên người xuất gia phải luôn luôn đáp y. Đáp y là hiện tướng Bồ Tát Xuất Gia. Trước kia, quốc sư Thanh Lương từng nói hai câu rằng: thể chẳng tồn sa môn chi biểu, tâm chẳng vi như lai chi chế. Nghĩa là thân chẳng làm tổn đi biểu hiện của bậc sa môn, và tâm chẳng trái với giới điều như lai chế ra. Vì thân mặc y cà sa là lúc phần còn tại thế, quy định đối với người xuất gia. Khi tôi đến nước Mỹ Hoằng Pháp thì phát tâm nhất định muốn khôi phục lại điều như lai chế ra. Cho nên người xuất gia ở chùa Kim Sơn, bất luận là trời nóng đến mức độ nào, cũng nhất định là y không lìa thân, trừ lúc vào phòng rửa tay hoặc đi tắm mới cởi y ra. Bồ Tát ở tại gia là chỉ Bồ Tát tại gia. Tuy nhiên Ngài thị hiện một vị Bồ Tát tại gia có vợ con tôi tớ vây quanh, nhưng Ngài chẳng bị năm dục làm ô nhiễm,
cũng chưa từng tạm xào bỏ tâm Bồ Đề giác đạo, chánh niệm suy ngẫm. Bồ Tát có tâm đại từ bi cho nên có thể tùy nhiễm mà không nhiễm, có đại trí huệ thì hay sống nơi con đường thanh tịnh, suy ngẫm các pháp, một lòng cầu cảnh giới nhất thiết trùng trí, đại tu tất cả nghĩa lý thầy đều thông đạt, thành tựu trí huệ vô thượng mà chư Phật rốt giáo viên mãn. Bồ Tát tu học Bồ Đề giác đạo, cầu quả Phật vô thượng, mục đích của Ngài là mình chấm dứt sinh tử, cũng độ cho kẻ khác đắc được giải thoát, đạt được cảnh giới rốt giáo. Dùng các pháp môn phương tiện khác nhau, khéo léo hóa độ lục thân quyến thuộc của mình, khiến cho họ đắc được trí huệ giống như Bồ Tát, thấu rõ lý tánh chân thật của các pháp, tín niệm thành thục, trần thật giải thoát. Tuy Bồ Tát hằng ngày cùng ở chung một nơi với vợ con lục thân quyến thuộc, nhưng tâm của Ngài chẳng chấp vào năm dục, chẳng bị thân tình ràng buộc. Ngài vẫn ôm ấp nguyện lớn đã phát trong quá khứ, tâm bi cứu độ chúng sinh, với gia tộc hòa mục với nhau, dùng tâm đại từ tùy thuận vợ con, giữa đó đây cung kính lẫn nhau. Bồ Tát dùng tâm nhu nhuyễn và thái độ hài hòa, cư gia xử thế. Đối với đạo nghiệp, Bồ Tát thanh tịnh mà Ngài tu, chẳng có chút gì chướng ngại. Đại Bồ Tát tuy ở tại gia, làm các sự nghiệp chưa từng tạm xả tâm nhất thiết trí, đó là hoặc mặc y phục, hoặc ăn thực phẩm, hoặc uống thuốc thang, tắm rửa quay nhìn, đi đứng nằm ngồi, thân là ý nghiệp, hoặc ngủ hoặc thức vân vân, tất cả các việc làm như vậy, tâm thường hồi hướng về đạo nhất thiết trùng trí, chuyên niệm suy ngẫm chẳng có lúc nào xả lìa. Đại Bồ Tát tuy sinh sống ở trong gia tộc như những người bình thường, tất cả biểu hiện, làm việc hành động đều chẳng phải là dùng trí hóa tình, dùng trí bát nhã, lãnh đạo vạn hạnh. Ngài chưa từng xả lìa tâm nhất thiết trí. Trên biểu hiện nhìn lại, Bồ Tát là một người phàm trên thế giới này. Thân thể của Ngài ở nơi phàm trần, nhưng tâm của Ngài vượt khỏi phàm trần. Đây giống như trồng hoa trong giếng chẳng nhiễm bụi trần, hoa sen vươn khỏi bùn lầy mà chẳng nhiễm. Sinh hoạt thường ngày của Bồ Tát giống như lúc mặc quần áo, lúc ăn cơm, hoặc lúc uống thuốc thang, tắm rửa, lúc vận động, ăn cơm xong đi kinh hành, đi bộ dưới trăng, lúc đi nhiễu Phật ở Phật đường, cho đến quay đầu nhìn ngó, bất luận là đi, đứng, ngồi hoặc nằm, chẳng có lúc nào mà Ngài chẳng chú ý kiểm điểm ba nghiệp thanh tịnh và oai nghi. Và nữa, lúc ngủ hoặc lúc nghỉ, mỗi ngày sinh hoạt giống như vậy, ra vào lai vãng, nói năng động tĩnh, hết thảy tất cả biểu hiện hành vi trong tâm của Ngài đều quán chiếu Phật đạo, hồi hướng về đạo nhất thiết chủng trí. Ngài chuyên tâm hệ niệm, suy ngẫm đạo lý chân thật của các pháp, vĩnh viễn chẳng có lúc nào xả lìa trí tâm. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, an trụ Bồ Đề vô lượng đại nguyện, nhiếp lấy vô số căn lành rộng lớn, xình tu các việc lành, khắp cứu tất cả, vĩnh viễn lìa tất cả kiêu mạn phóng dật, quyết định hướng về nhất thiết trí địa, quyết không phát ý hướng về đạo khác, thường quán tất cả chư Phật Bồ Đề, vĩnh viễn xả bỏ tất cả các pháp tạp nhiễm, tu hành tất cả sở học của Bồ Tát, nơi đạo nhất thiết trí chẳng có chướng ngại, trụ nơi trí địa ưa thích tụng tập. Dùng vô lượng trí tập các căn lành, tâm chẳng luyến thích tất cả thế gian, cũng chẳng nhiễm trước hạnh mà mình thực hành, chuyên tâm thọ trì giáo pháp của chư Phật. Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, nên luôn luôn tinh tấn tu học Bồ Đề giác đạo để hoàn thành nguyện lớn mà Ngài đã phát. An trụ tức là chẳng thối chuyển hoặc giải đãi. Nguyện lớn Bồ Tát phát ra lấy sự lợi ích chúng sinh làm đầu, chưa từng nghĩ đến mình. Bồ Tát muốn nhiếp lấy vô số căn lành rộng lớn, cho nên Ngài sinh tu các việc lành. Các việc lành là bao quát việc lành lớn nhỏ mà nói, chẳng lựa chọn việc lành lớn nhỏ, chẳng để ý đến đối tượng của việc lành là thân sơ chăng, mà khắp cứu tất cả chúng sinh, ôm hoài bão tinh thần vô duyên đại từ đồng thể đại bi, bình đẳng cứu bà tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh vĩnh viễn để khỏi tâm kiêu ngạo tự mãn và thái độ cống cao ngã mạn, cùng với tà hạnh phóng dật. Phóng dật là gốc rễ của các hoặc, kiêu là nhiễm pháp sở y, mạn hay trầm luân lâu dài sinh tử. Nếu lìa khỏi được ba hoặc này, thì những nghiệp hoặc khác đều có thể lìa khỏi. Bồ Tát được tâm thanh tịnh, quyết định hướng về con đường nhất thiết trí, không bao giờ thay đổi tâm ý, đi trên tà đạo. Ngài luôn luôn quán sát các pháp thật tướng, chánh niệm suy ngẫm Bồ Đề giác đạo, vĩnh viễn xả bỏ tất cả pháp tạp nhiễm chẳng thanh tịnh, pháp hữu lậu thế gian, chuyên tâm tu hành đạo của tất cả Bồ Tát tu hành, siêng cầu nơi tất cả trợ đạo tăng trưởng trí huệ, khai đại trí huệ, chứng được trí huệ viên dung vô ngại. Bồ Tát đã đoạn sạch tất cả phiền não, xả bỏ lý sự hay chướng ngại, mà trụ nơi trí huệ địa, pháp môn bát nhã. Ngài thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn,
chuyên tâm ưa thích đọc tụng kinh điển đại thừa, tu học Phật pháp thượng thừa, dùng vô lượng trí huệ như thế, tích tập vô lượng căn lành, trong tâm chẳng tham ái năm dục thế gian, cũng chẳng tham trước khoái lạc hư vọng của thế gian, càng không nhiễm ô hạnh của phàm phu, cũng chẳng chấp trước vào hạnh môn của mình tu, chuyên tâm nhất trí vào sâu tất cả giáo lý Phật pháp của chư Phật, ý pháp tu hành, ý giáo hành trì. Bồ Tát ở tại gia như vậy, khắp nhiếp căn lành khiến cho tăng trưởng, hồi hướng chư Phật vô thượng Bồ Đề. Tuy nhiên Bồ Tát ở chúng với gia tộc quyến thuộc, nhưng Ngài vẫn thủ hộ căn lành của mình, chẳng khiến cho tán mất, khắp nhiếp thọ tất cả căn lành, khiến cho nó tăng trưởng, khiến cho nó dần dần thành tựu. Bồ Tát đem vô lượng căn lành tích tụ, hồi hướng về mười phương ba đời chư Phật vô thượng Bồ Đề giác quả. Phật tử, bấy giờ Bồ Tát cho đến thí cho súc sinh thức ăn một nắm một hột, đều nguyện rằng sẽ khiến cho những súc sinh này xả bỏ đường súc sinh, được lợi ích an lạc, rốt ráo giải thoát, vĩnh viễn vượt khỏi biển khổ, vĩnh viễn tiêu diệt thọ khổ, vĩnh viễn tiêu trừ khổ uẩn, vĩnh viễn dứt khổ giác, khổ tụ, khổ hành, khổ nhân, khổ bồn và các khổ xứ. Nguyện cho những chúng sinh đó đều được xả lìa. Bồ Tát chuyên tâm hệ niệm tất cả chúng sinh như thế, dùng các căn lành đó làm thượng thủ để vì họ hồi hướng nhất thiết chủng trí. Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát đó tu pháp môn hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài hành công đức bố thí chẳng hoàn toàn dùng người làm đối tượng. Khi Ngài bố thí thức ăn cho súc sinh thì dù ít chừng một nắm một hạt cơm, Ngài đều phát nguyện lớn như nhau, quyết chẳng vì thức ăn nhiều mà nguyện vọng phát ra khác nhau. Ngài cũng đều hy vọng súc sinh đắc được chút ít thức ăn do nguyện lực của Ngài mà xả bỏ đạo quả súc sinh, mà cứ nơi hồi hướng nguyện vọng của Ngài đắc được lợi ích an lạc, đắc được giải thoát rốt ráo chân thật, sớm thoát khỏi biển khổ sinh tử, vĩnh viễn tiêu diệt tất cả khổ thọ. Thọ là khổ của tự tánh, cho nên phải tiêu diệt, vĩnh viễn trừ khỏi tất cả khổ uẩn. Uẩn là khổ nương tựa, như nắm ấm xí thạnh khổ, vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả khổ giác. Giác là khổ tướng, cũng nhiếp oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, vân vân, cho đến tất cả các khổ tụ như sinh già bệnh chết ba thứ khổ, tám thứ khổ. Khổ hành là các khổ do tội nghiệp làm ra, khổ nhân là nhân khởi của tất cả sự khổ, tức là do tâm khởi các hoặc. Khổ bồn là gốc rễ của khổ, đều từ tham dục mà sinh, cùng với đủ thứ nơi thọ khổ. Những nơi thọ khổ đó là ba đường ác, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, cùng với nhiều sự biến đổi sở y. Các khổ ở trên, Bồ Tát đều hy vọng chúng sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, vĩnh viễn xả lìa những thứ khổ nạn đó. Bồ Tát tu pháp hồi hướng như vậy, tại sao Bồ Tát chẳng phải vì mình cầu an lạc, mà vì giải thoát tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, cho nên Ngài mới truyền tâm hệ niệm tất cả chúng sinh. Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sinh, tu tập căn lành là việc đầu tiên của Ngài, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được nhất thiết chủng trí, đắc được Bồ Đề giác quả. Cho nên Ngài đem căn lành của Ngài tu vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì nhất thiết chủng trí mà hồi hướng. Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề, khắp nhiếp chúng sinh tu các căn lành thảy đều hồi hướng, muốn khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử khoáng dã, đắc được khoái lạc vô ngại của Như Lai, thoát khỏi biển phiền não, tu con đường Phật pháp, tâm tử đầy khắp, sức bi rộng lớn, khắp khiến cho tất cả đắc được an lạc thanh tịnh, thủ hộ căn lành gần gũi Phật pháp, thoát khỏi cảnh giới ma, nhập vào cảnh giới của Phật, đoạn hạt giống thế gian, gieo trồng hạt giống Như Lai, trụ ở trong pháp ba đời bình đẳng. Đại Bồ Tát đem hết thảy căn lành đã tích tập, sẽ tích tập, hiện đang tích tập thảy đều hồi hướng. Vị Bồ Tát đó tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, khi Ngài lúc đương sơ phát tâm Bồ Đề, thì Ngài khắp nhiếp thọ hết thảy chúng sinh tu hành đủ thứ căn lành, đem căn lành đó thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Mục đích Ngài hồi hướng là muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi khoáng dã sinh tử. Nghĩa là nói những chúng sinh đó khi sống thì chẳng chỗ nương, chết rồi cũng chẳng có quy túc, sinh tử hai con đường, chẳng có biện pháp dứt sinh tử, cho nên dùng hai chữ khoáng dã để hình dung. Chúng sinh có thể vĩnh viễn lìa khoáng dã sinh tử thì tự nhiên sẽ được lợi ích của Bồ Tát giáo hóa, tin sầu chánh pháp, biết tu hành biện đạo sẽ đắc được khoái lạc, chẳng chướng ngại của mười phương chư Phật, chẳng thọ bất cứ sự vật nào nhiễu loạn chân tâm khoái lạc. Lúc đó phiền não vô tận của tất cả chúng sinh giống như biển cả vô hình sẽ đoạn diệt. Họ đều thoát khỏi biển khổ phiền não, vì chúng sinh đều minh bạch phải tu học đạo pháp của chư Phật,
tâm từ ái của chư Phật đầy rẫy khắp pháp giới, tâm bi tha thiết của ngài và nguyện lực cũng đặc biệt rộng lớn, dung mãn hư không, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được khoái lạc mát mẻ, thủ hộ căn lành của mình tu, cũng thủ hộ căn lành của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết gần gũi Phật, gần gũi Pháp. Mình cũng gần gũi Phật, gần gũi Pháp, thoát khỏi tất cả cảnh giới của thiên ma ngoại đạo, nhập vào cảnh giới chánh tri chánh kiến của Phật, Bồ Tát thường hành Bồ Tát đạo, tức là không để cho chúng sinh nhập vào cảnh giới ma, đoạn trừ hạt giống thế gian tức là tất cả pháp ô nhiễm. Bồ Tát tự mình sớm đã dứt sạch ô nhiễm, cho nên ngài giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng dứt pháp ô nhiễm của thế gian. Còn phải dứt trừ hạt giống pháp thế gian, sau đó phải gieo trồng hạt giống Phật. Gì là hạt giống Phật? Tức là trí huệ thủ thắng. Trí huệ thì phải tu tập, cho nên phải tu học Phật đạo. Giống như tài bồi hạt giống cũng cần phải vun bồi tưới nước. Trí huệ của Như Lai tức là hạt giống của Phật. Tu học Phật đạo tức là vun bồi hạt giống trí huệ. Bồ Tát trụ ở trong pháp ba đời bình đẳng của chư Phật nói ra, nơi tất cả lý sự, chẳng sinh, biên kiến, phân biệt, ôm lòng bình đẳng, đại từ. Ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Đại Bồ Tát đem căn lành ngài đã tích tập trong quá khứ, căn lành ngài sẽ tích tập đời vị lai, căn lành ngài đang tích tập hiện tại, tự hào chẳng lưu giữ, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về chân như thật tế. Ngài lại nghĩ như vậy, nhiều chỗ tu hành của chư Phật Bồ Tát quá khứ thực hành, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, độ các chúng sinh khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi, riêng năng tu tập tất cả căn lành thảy đều hồi hướng mà chẳng chấp trước. Những gì là chẳng nương nơi sắc, chẳng chấp vào thọ, không tưởng điên đảo, chẳng tác ý nơi hành, chẳng thủ lấy thức, xả lìa sáu xứ, chẳng trụ thế pháp, ưa xuất thế gian. Bồ Tát lại quán tưởng như vậy. Tôi phải học hạnh môn tu hành của chư Phật và Bồ Tát quá khứ. Tôi nguyện ý tu hành giống như các ngài, giống như các ngài cung kính tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư Phật, gần gũi tất cả chư Phật, lễ lại tất cả chư Phật, khen ngợi tất cả chư Phật, độ tất cả chúng sinh, thường xiển dương chánh pháp đối với họ, tiếp dẫn họ liều khổ được vui, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập tất cả căn lành. Tất cả căn lành tức là không làm các điều ác, chuyên làm các việc lành, để tăng trưởng căn lành của mình, đem căn lành của mình tu tập, để hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thật tế. Khi Bồ Tát hồi hướng như thế, thì một chút cũng chẳng chấp trước vào việc của mình làm, cũng chẳng chấp trước vào tôi đã giáo hóa tất cả chúng sinh, như chẳng nương vào sắc, tức chẳng nương vào tất cả vật chất có hình, chẳng chấp vào nơi thọ uẩn, chẳng chấp vào nơi tưởng uẩn, chẳng có tư tưởng điên đảo, chẳng tác ý nơi hành uẩn, cũng chẳng chấp vào nơi thức uẩn, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đều chẳng chấp vào, xả lìa sắc thành hương vị xúc pháp cảnh giới sáu trần, vĩnh viễn lìa khỏi sự cám dỗ của sáu xứ này. Tóm lại, Bồ Tát quyết chẳng lưu luyến nơi năm dục sáu trần, tâm niệm của ngài xa lìa hồng trần, đắc được pháp lạc thanh tịnh, cho nên ngài chẳng trụ pháp thế gian mà hoan hỷ tu hành, ưa thích tu tập Phật đạo xuất thế gian, ưa thích xuất thế gian, vì ngài biết tất cả trên thế gian đều là hư vọng. Bồ Tát biết tất cả pháp như hư không, chẳng từ đâu đến, không sinh không diệt, không có chân thật, không có nhiễm trước, xa lìa tất cả thấy phân biệt, chẳng động chẳng chuyển, chẳng mất chẳng hoại, trụ nơi thật tế, không tướng lìa tướng, chỉ là một tướng. Vào sâu tất cả pháp tánh như vậy, thường ưa tu tập phổ môn căn lành, đều thấy tất cả chúng hội của chư Phật. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, sở dĩ ngài chẳng chấp vào đủ thứ cảnh giới năm dục sáu trần, là do ngài đã biết tất cả pháp đều giống như hư không, chẳng có thật thể, như huyễn như hóa, nó là tùng duyên không tính, chẳng biết nó từ nơi nào đến, cũng chẳng biết nó quy về đâu, nó chẳng sinh cho nên mới không diệt, tất cả pháp đều là hư vọng không thật. Vậy có thể chân thật chăng? Đương nhiên chẳng có thể chân thật, lại có gì có thể nhiễm trước? Bồ Tát thông đạt đạo lý pháp tánh vốn không, xa lìa được tất cả tri kiến phân biệt, bất cứ cảnh giới gì cũng chẳng dao động được chánh kiến của ngài. Ngài càng chẳng thuận theo cảnh giới mà lưu chuyển, chẳng mất chẳng hoại, Bồ Tát chẳng chấp trước, tức là đắc không chỗ đắc. Vậy còn có quan niệm có mất có hoại chăng?
cho nên ngài chẳng mất chẳng hoại, trụ nơi thật tế, thấy thật, thành quán, thấu rõ lý thể chân thật của các pháp. Thật tế tức là vô tướng, tâm cảnh vắng lặng, chẳng có bất cứ tướng gì. Lìa tướng tức là lìa tất cả tướng hư vọng, hiện tướng chân thật. Vô tướng là ở tại lý mà nói, vì các pháp vốn tự không có tướng. Lìa tướng là nương về trí mà nói. Lìa lấy tướng tức chẳng bị tướng làm chướng ngại, tức cũng là không chấp không nương mới sinh ra sức trí huệ. Chỉ là một tướng, câu trên nói thấu rõ không tướng lìa tướng, mười tướng đều lìa, tiếp theo nói chỉ là một tướng. Tại biểu diện của câu văn mà nhìn thì giống như nói có một tướng, kỳ thật ý nghĩa một tướng tức cũng là không tướng. Chữ tướng khái quát có 10 thứ, tức là tướng sắc thanh hương vị xúc, tướng sinh trụ hoại diệt, tướng nam tướng nữ, cộng lại là 10 thứ. Bồ Tát đối với đạo lý ở trên vừa nói đều y giáo phụng hành, vào sâu tất cả pháp tánh, khế hợp với pháp tánh tùy tướng mà tu. Dùng một nhiếp tất cả, tâm thường ưa phát nguyện lớn, tu khắp tất cả pháp môn tận hư không khắp pháp giới, tu tập căn lành, mười phương ba đời chư Phật, ngài cũng thường thường thấy được, mà còn thường thường tham gia pháp hội của chư Phật, nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp. Như hồi hướng căn lành của tất cả Như Lai quá khứ, tôi cũng hồi hướng như vậy, hiểu pháp như vậy, chứng pháp như vậy, nương pháp như vậy, phát tâm tu tập chẳng trái với pháp tướng. Biết chỗ tu hành như huyễn như bóng, như chẳng trong nước, như hình trong gương, do duyên hòa hợp mà hiện hiện, cho đến bậc Như Lai rốt ráo. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, ngài quyết tâm muốn học hồi hướng căn lành của tất cả chư Phật quá khứ tu hành. Tôi cũng muốn chiếu theo phương pháp của các ngài tu mà tu hồi hướng, đem căn lành này vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát ngài tự suy ngẫm, tôi đã minh bạch hết thảy tất cả các pháp, tôi cũng chứng được diệu pháp không thể nghĩ bàn. Nghĩa là tôi y chiếu theo diệu pháp không thể nghĩ bàn này tu hành. Tôi đã từng phát tâm đại bồ đề tu tập diệu pháp không thể nghĩ bàn của chư Phật nói. Tuy tôi đã biết các pháp không tướng, tu pháp không tướng, nhưng tôi chẳng trái với pháp tướng. Đây là vì giáo hóa chúng sinh, giả dùng lời nói mà thôi. Tôi biết như lý tu hành, song tôi chưa từng chấp trước vào năng tu và sở tu, vì hết thảy tất cả đều là như huyễn như bóng, chẳng có chân thật, lại giống như mặt trăng trong nước, như hình trong gương, đều chẳng có vật thật, là nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. Bổn thân của tấm gương là một miếng trong sáng, vật đến thì hiện, vật đi thì không, do nhân duyên hòa hợp mới có sự hiện hiện. Tồn chiếu theo đạo lý này mà tu hành thì cuối cùng sẽ đạt đến rốt ráo viên mãn, thành tựu quả vị Phật. Phật tử Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, như quá khứ khi chư Phật tu hạnh Bồ Đề thì đem các căn lành hồi hướng như vậy, vị la hiện tại cũng đều như vậy. Nay tôi cũng nên như các đức Phật đó, phát tâm như vậy, đem các căn lành mà hồi hướng, bậc nhất hồi hướng, thắng hồi hướng, tối thắng hồi hướng, thượng hồi hướng, vô thượng hồi hướng, vô đẳng hồi hướng, vô đẳng đẳng hồi hướng, vô tỷ hồi hướng, vô đối hồi hướng, tôn hồi hướng, diệu hồi hướng, bình đẳng hồi hướng, chánh trực hồi hướng, đại công đức hồi hướng, rộng lớn hồi hướng, thiện hồi hướng, thanh tịnh hồi hướng, lìa ác hồi hướng, chẳng tùy ác hồi hướng. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tức là vị Bồ Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật. Ngài lại quán tưởng như vậy, tôi phải giống như chư Phật quá khứ khi tu hạnh Bồ Tát thì tu tập đủ thứ căn lành hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại các ngài cũng tu pháp hồi hướng, cũng đều giống nhau. Hiện tại tôi phải hướng về chư Phật ba đời học tập phát tâm giống như các ngài, đem căn lành của tôi tu tập hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thực tế bậc nhất hồi hướng. Bồ Tát tu tập đủ thứ pháp môn, dùng hồi hướng làm đầu, cho nên gọi là bậc nhất hồi hướng, thắng hồi hướng. Bồ Tát đem căn lành của mình tu tập hồi tự hướng tha, quay lại mình hướng về người khác. Tâm tử bì của ngài lượng đóng hư không, vượt qua mục đích của phàm phu và người tiểu thừa tu hành, cầu cho chính mình, cho nên nói là thắng hồi hướng, tức là thắng hơn sự hồi hướng của bậc thánh nhị thừa, tối thắng hồi hướng. Pháp hồi hướng là tối thủ thắng, vượt qua nhân vị, thượng hồi hướng tối thượng, cho nên gọi là thượng hồi hướng, vô thượng hồi hướng, chẳng có gì cao hơn so với pháp hồi hướng, vô đẳng hồi hướng, chẳng có pháp gì
có thể sánh bằng với pháp hồi hướng, vô đẳng đẳng hồi hướng, công đức lành hồi hướng đã đạt đến cực điểm, chẳng có gì có thể sánh bằng nó. Vô tỷ hồi hướng, chẳng có gì có thể sánh bằng hồi hướng, tìm chẳng được cái gì có thể luận bằng nó được. Vô đối hồi hướng tuyệt đối vô địch, tồn hồi hướng tôn quý nhất, diệu hồi hướng, tâm không thể nghĩ, lời không thể luận bàn nên gọi là diệu hồi hướng. Bình đẳng hồi hướng, dùng tâm bình đẳng nhìn chúng sinh, đem đủ thứ căn lành bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh lợi ích khắp hết thảy. Chánh trực hồi hướng, dùng tâm ngay thẳng, không nghĩ tới thủ xưa, chẳng ghét kẻ ác, bình đẳng chánh trực hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đại công đức hồi hướng, Bồ Tát đem đại công đức tu hành khắp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Rộng lớn hồi hướng, nguyện lớn hồi hướng khắp cùng pháp giới. Thiện hồi hướng, làm đủ thứ nghiệp thiện hồi hướng. Thanh tịnh hồi hướng, dùng tâm thanh tịnh nhất để hồi hướng căn lành tu được. Lìa ác hồi hướng, lìa khỏi tất cả nghiệp ác. Hồi hướng chẳng có một chút nhiễm ô, chẳng tùy ác hồi hướng chẳng di chuyển theo cảnh giới ác. Bồ Tát đem các căn lành tránh hồi hướng như thế rồi, thành tựu thanh tịnh thân là ý nghiệp, trụ chỗ trụ của Bồ Tát chẳng có lỗi lầm, tu tập nghiệp lành, lìa điều ác nơi thân và lời nói, tâm chẳng có vết ô uế, tu nhất thiết trí, trụ nơi tâm rộng lớn, biết tất cả pháp chẳng có chỗ làm. Trụ nơi pháp xuất thế, chẳng nhiễm pháp thế gian, phân biệt biết rõ vô lượng các nghiệp, thành tựu phương tiện hồi hướng khéo léo, vĩnh viễn nhổ sạch tất cả gốc rễ chấp trước. Vị đại Bồ Tát đó tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, dùng đủ thứ căn lành công đức của ngài tu tập, tâm từ bi chánh tâm thành ý, chánh trực vô tư, chánh niệm không tà, tâm thanh tịnh hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thật tế rồi, thành tựu thần lời ý ba nghiệp thanh tịnh, trụ nơi quả vị của Bồ Tát trụ, diệt trừ tất cả lỗi lầm, đắc được chân chánh không nhiễm không cấu bẩn, tu tập tất cả nghiệp thiện, xa lìa nghiệp ác về thân, giết hại trộm cắp tà dâm, nghiệp ác về lời nói, nói dối, nói thêu dệt, nói hà lưỡi, chửi mắng, tâm tức là ý, trong tâm cũng chẳng có chút tì vết và ô nhiễm nào, nghiệp ác về ý, tham sân si, nếu ba nghiệp này thanh tịnh, sinh tu các pháp thì tự nhiên sẽ sinh ra trí huệ, vì trí huệ là từ trong sự thanh tịnh mà sinh ra. Nếu tâm có sự ô nhiễm thì trí huệ tuyệt đối không thể sinh ra. Tu hành là đồng như tu nhất thiết trí, trụ tâm rộng lớn, tâm lượng rộng lớn như hư không, bao hàm tất cả. Người hay tu hành bố thí lớn thì tâm họ nhất định sẽ rộng lớn. Người chịu tu bố thí thì tâm tham sân si sẽ bớt đi. Phàm là người tâm tham, tâm sân, tâm si nặng thì tâm lượng của họ nhất định sẽ hẹp hòi, có mình chẳng có người. Bồ Tát lại biết tất cả pháp, chẳng có một tác giả nào cả, cũng chẳng có kẻ thọ, an trụ ở trong chánh niệm của chánh pháp, tuyệt đối chẳng bị pháp thế gian làm ô nhiễm. Phân biệt biết rõ vô lượng các nghiệp, Bồ Tát đều biết rất rõ ràng đủ thứ sự khác nhau, nghiệp nhân, nghiệp duyên, nghiệp quả, chẳng có số lượng, đem căn lành thành tựu của mình hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, cứu chúng sinh ra khỏi từ trong sự chấp trước, khiến cho họ vĩnh viễn nhổ sạch gốc rễ chấp trước. Gốc rễ chấp trước của chúng sinh tức là ba độc tham sân si. Phật tử đó là hồi hướng đẳng tất cả Phật thứ ba của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật đó tức là hồi hướng thứ ba trong 10 hồi hướng đẳng tất cả Phật của Đại Bồ Tát tụ tập. Đại Bồ Tát trụ ở hồi hướng này vào sâu nghiệp của tất cả Như Lai, hướng về công đức thù thắng vi diệu của Như Lai, vào sâu cảnh giới trí huệ, thanh tịnh, chẳng liền nghiệp của tất cả Bồ Tát, khéo phân biệt phương tiện khéo léo, mà vào sâu pháp giới, khéo biết Bồ Tát tu hành thứ lớp, vào giống đánh của Phật, dùng phương tiện khéo, phân biệt biết rõ vô lượng vô biên tất cả các pháp, tùy lại hiện thân sinh ra trong thế gian, mà nơi pháp thế gian tâm chẳng chấp trước. Vị Đại Bồ Tát đó tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, ngài an trụ ở trong hồi hướng thứ ba, ngài vào sâu giác đạo nghiệp Phật của chư Phật, mà tu tập nghiệp của chư Phật, lại siêng năng tinh tấn tu học nghiệp Phật, hướng về quả đức thù thắng vi diệu của Phật, lại vào được cảnh giới trí huệ thanh tịnh thâm sâu, mà hướng về Bồ Đề, luôn luôn tu học tròn giải đãi, chưa từng lìa khỏi đạo nghiệp của các Bồ Tát tu hành, khéo phân biệt thật tướng của các pháp,
dùng pháp môn phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sinh và pháp giới thanh tịnh thâm sâu, thượng chuyển bánh xe pháp, lại biết rõ pháp môn tu hành của Bồ Tát phải từ lục độ vạn hạnh mà hạ thủ. Tu hành biện đạo đều có thứ tự nhất định, nếu tu mù luyện đuôi thì sẽ lãng phí thời gian vô ích, cho nên phải y theo lời chỉ dạy của thiện tri thức, thuận theo thứ tự mà nhập vào đạo, đưa đến sự thành Phật, vào giống tánh của Phật, phải kết hợp với giống tánh với Phật, chánh niệm suy ngẫm hợp với ý của Phật, lại vận dụng pháp môn phương tiện khéo léo, phân biệt rõ ràng, minh bạch vô lượng vô biên tất cả diệu pháp, dùng những diệu pháp này giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Tuy nhiên Bồ Tát một lần lại một lần đến thế giới này, nhưng Ngài thừa nguyện lực mà đến độ chúng sinh, chứ chẳng phải vì tham luyến hưởng thụ năm dục thế gian mà đến thọ sinh. Bồ Tát đối với pháp thế gian chẳng chấp trước, tâm càng không tham nhiễm sắc thành hương vị xúc hoặc tài sắc danh ăn ngủ năm dục. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nâng thần lực của Đức Phật quán sát mười phương liền nói kệ rằng: các Bồ Tát Ma Ha Tát đó tu pháp hồi hướng Phật quá khứ, cũng học Phật vị lai hiện tại, tu hành của tất cả đạo sư. Khi Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ ba, thì Ngài liền nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật và Phật Tỷ Lô Giá Na cùng với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp căn tánh và nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, lại dùng phương pháp kệ tụng thuật lại kinh văn trường hàng ở trên, khiến cho chúng sinh đương thời, chúng sinh vị lai dễ dàng minh bạch, dễ dàng tu hành, dễ dàng thành tựu. Ngài nói, vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng là vị đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, đại Bồ Tát tu pháp lớn, phát nguyện lớn, thành quả lớn, rộng độ vô lượng chúng sinh. Pháp môn tu hành của vị Bồ Tát đó là học tập thệ nguyện lớn của chư Phật đời quá khứ, pháp môn hồi hướng. Ngài cũng học tập chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại đang tu pháp hồi hướng này, cùng với pháp môn của mười phương chư Phật tu hành, chứng quả vị mà Phật chứng, nói đủ thứ diệu pháp mà Phật nói. Đạo sư là một danh từ riêng gọi Phật. Nơi các cảnh giới được an lạc, chỗ chư Phật Như Lai khen ngợi, mắt thanh tịnh quang minh rộng lớn, đều đem hồi hướng đại trí huệ. Tại sao một số người có nhiều ưu sầu phiền não? Tại sao cảm giác chẳng vui vẻ? Là vì mỗi người có sự chấp trước của mỗi người. Vật gì cũng khiến cho sự chấp trước phát sinh sức lực lớn, là do ba độc tham sân si, và hơn nữa là do nhân quả. Do tầm vọng tham sân si nặng, bèn sinh ra chấp trước, khởi hoặc tạo nghiệp. Vì chấp trước phiền não trùng trùng, nên tâm niệm trong tâm đầy rẫy ưu sầu phiền não, tham sân si càng sâu dày. Một người như thế thì hiện tại không thể nào đắc được an lạc, về sau đời đời kiếp kiếp lại như thế nào? Giống như người như thế, phiền não nặng, suốt ngày ưu sầu khổ não nặng, đều là do đời hiện tại nhiễm trước. Đây cũng là do nhân duyên hạt giống và tập khí trong đời quá khứ mà ra. Tại sao Bồ Tát đối với tất cả cảnh giới đều cảm giác tự tại an lạc? Vì Ngài chẳng có phiền não chấp trước, trong tự tâm của Ngài chẳng có ta người, tâm từ bi bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sinh, hộ niệm tất cả chúng sinh, đời đời kiếp kiếp ở trong mười phương thế giới cứu hộ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, từ nơi đen tối dẫn ra ánh sáng để khổ được vui. Bồ Tát làm như vậy chính mình an lạc, cũng được mười phương chư Phật cùng khen ngợi. Phật có trí huệ rộng lớn, Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài cũng có trí huệ quang minh rộng lớn, mắt trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu tập hồi hướng đến người có trí huệ tối thượng mười phương chư Phật. Căn thần Bồ Tát đủ thứ vui, mặt tai mũi lưỡi cũng như thế, như vậy vô lượng vui thượng diệu đều đem hồi hướng bậc tối thắng. Căn thần của Bồ Tát bao quát mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, sáu căn thanh tịnh thì tất cả đều khoái lạc. Bồ Tát do nơi ý căn đắc được thanh tịnh thì trong con mắt thấy toàn là cảnh giới thanh tịnh, trong lỗ tai nghe đều là pháp âm vô thượng vi diệu, trong lỗ mũi người hương thơm, trong miệng nếm pháp vị vô thượng, thần xúc giác thành thời. Như vậy sáu căn tứ chi chẳng có một nơi nào chẳng đầy rẫy tự tại an lạc. Bồ Tát tự thân an lạc, càng lấy sự vui của chúng sinh làm vui. Ngài chẳng tự vui, chẳng vui một mình, Ngài muốn ban cho chúng sinh cùng vui. Ngài với chúng sinh cùng vui cùng khổ, cho nên Ngài tu lục độ vạn hạnh, hộ niệm chúng sinh, xem chúng sinh là một thể mà chẳng có phân biệt đó đây. Giống như vô lượng vui thượng diệu, Bồ Tát thầy đều hồi hướng về Bồ Đề giác đạo tối thắng, tối cao,
hồi hướng về thực tế, hồi hướng cho chúng sinh. Tất cả các pháp lành thế gian với sự thành tựu của chư Phật, nơi đó đều nhiếp chẳng dư thừa, thảy đều tùy hỷ lợi chúng sinh. Mười phương thế giới hết thảy đủ thứ pháp lành, tức là tất cả chánh pháp của Phật nói, pháp hai liều khổ được vui, chấm dứt sinh tử, thoát khỏi ba cõi, chứng giác đạo, cùng với diệu pháp của mười phương chư Phật tu hành thành tựu, viên mãn chứng được Phật quả. Đối với đủ thứ các pháp thượng diệu đó, Đại Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, nơi mỗi pháp môn ngài đều tu tập, nhiếp thọ mà sinh tu tập, chẳng bỏ qua một pháp nào. Bồ Tát ngài tùy hỷ công đức, lại hồi hướng cho chín pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được lợi ích. Bồ Tát chưa có lúc nào quên chúng sinh, chỉ cần có sự lợi ích cho chúng sinh thì Bồ Tát nhất định lợi ích cho chúng sinh. Thế gian tùy hỷ vô lượng thứ, nay đây hồi hướng vì chúng sinh, hết thảy vui của đấng nhân sư, nguyện khiến quần sinh đều viên mãn. Việc có thể thành tựu tùy hỷ công đức trong thế gian có nhiều loại nói không hết được. Bồ Tát tu lục độ đủ thứ căn lành, nếu hay tùy hỷ thì sẽ thành tựu vô lượng công đức. Ý nghĩa tùy hỷ là tùy theo họ tu thiện, vui việc họ thành tựu. Nếu thấy người làm tất cả căn lành công đức như bố thí vân vân mà mình chẳng có khả năng làm đại bố thí, không thể thường dùng tài sức vật chất cúng dường tam bảo, thì nếu người bố thí cúng dường cũng phải nên hoan hỷ khen ngợi. Lại như Phật ở trong kinh Pháp Hoa chuyên có một phẩm nói về tùy hỷ công đức vô lượng. Lại như đại nguyện thứ 5 trong 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền cũng nói về tùy hỷ công đức. Ngài nói chư Phật tu khổ hạnh, khó hành đủ thứ căn lành, khó xả mà xả được, tôi đều hoan hỷ. Mười phương thế giới, sáu nẻo, bốn loài, tất cả các loại, hết thảy công đức, cho đến một hạt bụi tôi đều tùy hỷ. Bậc thánh hàng nhị thừa tu tất cả công đức tôi đều tùy hỷ. Các Bồ Tát tu khổ hạnh khó thực hành, công đức rộng lớn, vì có vô thượng Bồ Đề tôi đều tùy hỷ. Căn lành công đức của Bồ Tát Phổ Hiền đã nhập vào nhà Như Lai, Đại Bồ Tát đồng với quả vị của chư Phật, ngài đều coi trọng việc tu tùy hỷ công đức, cho đến công đức của sáu nẻo, bốn và chúng sinh, ngài đều tùy hỷ. Do đó, có thể thấy Bồ Tát Phổ Hiền rất là từ bi, mà xem bình đẳng tất cả chúng sinh. Phàm là người biết tu tùy hỷ công đức, thì người đó nhất định tâm lượng rộng lớn, chẳng có tâm đố kỵ với người khác. Nếu cảm thấy tâm lượng của mình không đủ rộng lớn, thì xin bạn nên tận sức học tu tùy hỷ, dùng tâm khẩn thiết tùy thời khát ngợi việc lành hạnh lành của người khác, tùy hỷ công đức, có thể diệt tội đố kỵ người khác tu việc lành. Đại Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, ngài nói với chúng ta trên thế gian có thể tu pháp tùy hỷ, có thể do tùy hỷ mà thành tựu căn lành công đức có vô lượng vô biên thứ loại. Bồ Tát nói, nay tôi hồi hướng vì chúng sinh, hiện tại tôi tu pháp hồi hướng là vì chúng sinh, cho nên tôi phải đem căn lành tu được, công đức tích tập, cùng với pháp môn thù thắng mà tâm đắc được, hoàn toàn vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, hy vọng họ đắc được lợi ích hồi hướng của tôi, sớm thành đạo nghiệp, lại có thể đắc được đấng sư tử trong loài người, tức là Phật. Hết thảy pháp vui thượng diệu, tôi nguyện khiến cho quần sinh, tức là chúng sinh có huyết, có hữu tình thức, đủ thứ loại khác nhau, nguyện cho họ đều đắc được viên mãn khoái lạc như Phật. Tất cả cõi nước, các Như Lai, phạm chỗ thấy biết đủ thứ vui, nguyện khiến chúng sinh thầy đều được, mà làm đèn sáng chiếu thế gian. Tất cả cõi nước là nói cõi nước của mười phương chư Phật và cõi nước chư Phật trụ thế trong đó. Chỗ biết của chư Phật là biết khắp, thấy là thấy bình đẳng, đúng đắn. Cùng với vô lượng trí huệ và đủ thứ an vui của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nói, tôi phát nguyện muốn khiến cho hết thảy chúng sinh đều đắc được hết thảy an lạc của Phật, như hết thảy căn lành của Phật, như hết thảy trí huệ quang minh của Phật, mà làm ngọn đèn sáng lớn, đèn đại trí huệ, một vị đại giác ngộ, chiếu sáng mười phương thế giới, hy vọng mỗi chúng sinh đều thành Phật, đều cùng thành Phật đạo. Đó tức là đại nguyện của Đại Bồ Tát tu thập hồi hướng phát ra, tức cũng là mục đích của Bồ Tát tu hành. Bồ Tát đắc được vui thắng diệu, đều đem hồi hướng các quần sinh, chỉ vì quần sinh nên hồi hướng mà nơi hồi hướng chẳng chấp trước. Bồ Tát tu Phật đạo thượng thừa, ngài chưa từng xả bỏ chúng sinh, chưa từng quên chúng sinh, vì cứu bà chúng sinh mà tu hành, quyết chẳng vì mình mà tính toán bất cứ chuyện gì. Tuy Bồ Tát cũng có thân thể,
nhưng ngài lấy thân chúng sinh làm thân thể của ngài. Bồ Tát đạo mà Bồ Tát tu hành là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô duyên là nói người đó với ngài chẳng có nhân duyên, chẳng có quan hệ thân thuộc gì, nhưng Bồ Tát dùng mắt hiền từ nhìn đối với họ, giống như những người chẳng tu hành, người phóng dật nhất, người chẳng giữ giới luật nhất, người thường phạm điều của Phật chế ra, Bồ Tát đối với họ chẳng nhớ điều ác xưa, cũng chẳng nhảm bỏ, vẫn dùng tâm từ hộ niệm giáo hóa họ. Tại sao Bồ Tát phải làm như thế? Vì Bồ Tát lấy chúng sinh làm thể, ngài chẳng còn quan niệm ta người. Mục đích của ngài là muốn khiến cho chúng sinh hoan hỷ an lạc, cho nên ngài chẳng ngại gian khổ, vẫn hướng về phương hướng đó mà làm. Đó tức là Bồ Tát, đó tức là Bồ Tát được mọi người khen ngợi tán thán làm chỗ y trì. Bồ Tát ngài ái hộ tất cả những người chẳng minh bạch đạo lý, ngài cũng ái hộ những người điên đảo ngu si, ngài cũng dùng tâm vô duyên đại từ và đồng thể đại bi để giáo hóa họ, hy vọng họ đều có thể cải ác hướng thiện, sửa lỗi làm mới. Các vị, các bạn hãy mở mắt nhìn xem, trên thế giới này ai là người thật tốt, ai là người chẳng có tội lỗi, ai là người hoàn toàn lương thiện? Tôi e rằng tìm hết khắp thế giới cũng tìm chẳng được một người, dù họ không có lỗi lớn cũng có lỗi nhỏ, chẳng có lỗi nhỏ và trong tâm còn có lỗi chưa sinh ra. Giống như vậy, người chẳng có bệnh nặng thì cũng tránh không khỏi bệnh nhẹ, chẳng có bệnh nhẹ thì cũng có những mào bệnh. Vậy đi tìm người thập toàn thập mỹ ở đâu? Bồ Tát thương nhớ chúng sinh, chẳng màng là chúng sinh thiện hay ác, ngài đều đối đãi bình đẳng. Cho nên chúng ta người tu đạo giáo hóa chúng sinh, ngàn vạn đừng có thành kiến, không thể cứ lựa chọn người tốt để giáo hóa. Giống như người đã rất tốt rồi thì không cần người đi giáo hóa, phải nên chú ý đến những người có khuyết điểm, đi trên con đường ác, hoặc người đang bồi hồi giữa thiện và ác thì cần phải giáo hóa. Đừng sợ phí tinh thần, người càng không tốt thì càng phải đi giáo hóa. Đừng bỏ qua, phải dùng tâm thành khẩn nhất, tâm chân thành nhất đối đãi gặp họ, khiến cho họ thọ sự cảm hóa, biết quay đầu sửa đổi lỗi lầm. Đó tức là người tu đạo học hành vi của Bồ Tát, mới không cô phụ thân làm đệ tử của Phật, mới có thể dưỡng lớn tầm đại bi. Bồ Tát tu pháp hồi hướng ôm hoài bão vô duyên đại từ, đồng thể đại bi hành Bồ Tát đạo, khắp hộ niệm tất cả chúng sinh, cho nên ngài đắc được an lạc, là vui thù thắng vì diệu. Sự an vui đó không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời để ví dụ được. Sự an lạc đó giống như người uống nước nóng lạnh tự biết. Bồ Tát đem niềm an vui đó, công đức đó, căn lành đó, thảy đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều phát tâm Bồ Đề, tu các pháp lành, hành Bồ Tát đạo mà đắc được an vui thắng diệu giống như Bồ Tát. Tuy nhiên Bồ Tát vì chúng sinh tu pháp hồi hướng, lại đem căn lành tu được hồi hướng cho chúng sinh, nhưng ngài đối với công đức hồi hướng chưa từng chấp trước, cũng chẳng cảm thấy tôi đem hết thảy công đức để hồi hướng cho chúng sinh. Các bạn xem, tôi đối với chúng sinh có nhiều từ bi, ban cho họ nhiều ân huệ, chỉ có tôi mới đang hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát chẳng có nghĩ như thế, nếu có ý niệm đó thì có sự chấp trước, tức là chấp có cái ta, có người, có chúng sinh, có thọ mạng, bốn tướng thì không thể gọi là Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát này, tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, ngài hành chỗ vô sự, làm mà không làm, tuy hồi hướng mà chẳng chấp vào sự hồi hướng. Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không, thấu rõ các pháp thời tướng và sâu cảnh giới người và pháp đều không. Bồ Tát tu hành hồi hướng này phát khởi vô lượng tâm đại bi, như đức hồi hướng của Phật tu, nguyện tôi tu hành đều thành tựu. Bồ Tát gọi là gọi tắt, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoà, tiếng tàu dịch là giác hữu tình, hoặc là hữu tình giác, hoặc là chúng sinh tâm đạo lớn. Tâm lượng của Bồ Tát rộng lớn giống như hư không bao quát hết thảy. Từ bi làm đầu chẳng xả bỏ chúng sinh. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, pháp môn hồi hướng là nguyện lớn của ngài, đem căn lành công đức tụ vạn hạnh hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thật tế. Khi hồi hướng thì trong tâm phát khởi vô lượng đại bi, vì Bồ Tát thường xót chúng sinh mê muội không có trí huệ, ở trong biển khổ mà không biết tự cứu. Bồ Tát thấy tình huống đó, tâm bi tha thiết phát nguyện muốn cứu vớt những chúng sinh thọ khổ đó, vì họ mà giải trừ vô lượng khổ não, khiến cho họ đắc được an ổn khoái lạc. Đại Bồ Tát ngài tu công đức hồi hướng như công đức hồi hướng của ba đời chư Phật tu. Bồ Tát phát nguyện nói, nguyện công đức
và đủ thứ căn lành của tôi tu hành đều thành tựu đắc được quả Phật viên mãn. Như bậc tối thắng đã thành tựu, nhất thiết trí thừa vui vi diệu, chỗ thực hành ở đời của tôi, các hạnh Bồ Tát vô lượng vui. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, tu căn lành công đức, giống như mười phương chư Phật thành tựu viên mãn quả giác Bồ Đề tối thượng. Tối thắng là chỉ cho Đức Phật mà nói, nhất thiết trí thừa tức là Phật thừa. Chư Phật chứng được trí huệ vô thượng, đắc được vui của Phật là vi diệu không thể nghĩ bàn. Bồ Tát cũng nguyện đắc được an vui đó, cùng với sự tu tập đủ thứ căn lành của tôi trong mười phương thế giới, đủ thứ công đức hành Bồ Tát đạo cũng sẽ đắc được giống như các vị Bồ Tát khác tu hành đắc được vô lượng an vui. Thị hiện vào các loài an vui, luôn giữ các căn vui vắng lặng, thảy đều hồi hướng cho quần sinh, khắp khiến tu thành vô thượng trí. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát phổ độ chúng sinh, nhìn chúng sinh nào đang ở trong khổ nạn thì Ngài thường nguyện thọ sinh vào đó. Cũng có lúc thị hiện vào bốn đường ác, Ngài cũng đều cảm giác an ổn khoái lạc như nhau. Hoặc khi thị hiện vào trong loài người hoặc làm trời, Ngài cũng chẳng bị phước trời và vui năm dục ở nhân gian làm mê hoặc. Vì Bồ Tát luôn luôn giữ gìn sáu căn của Ngài, lúc nào cũng đều hồi quang phản chiếu, đắc được an vui vắng lặng. Chẳng giống như sáu căn của phàm phu, suốt ngày chạy rong bên ngoài, khắp nơi tác quái. Bồ Tát tu đủ thứ căn lành, tích tập vô lượng, công đức, phát tâm đại Bồ Đề, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng những chúng sinh đó thầy đều tu hành đạo vô thượng, thành tựu trí huệ vô thượng. Chẳng thần lời ý tức là nghiệp, cũng chẳng lìa đây mà riêng có, chỉ dùng phương tiện diệt si tối, như vậy tu thành vô thượng trí. Ý nghĩa chẳng thần lời ý tức là thần lời ý đều thanh tịnh, tức là chữ nghiệp chỉ cho nghiệp lành. Nghiệp có nghiệp lành và nghiệp ác. Nếu ba nghiệp thành tịnh thì đều là ba nghiệp lành, chứ chẳng phải chẳng có nghiệp, chỉ là chẳng có nghiệp ác. Ví như không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không chửi mắng, thì biến thành mười nghiệp lành, chứ chẳng phải nói thần miệng ý có nghiệp ác, cũng chẳng phải nói lìa khỏi thần lời ý, riêng ngoài còn có nghiệp lành. Và lại nói bằng tức là nước, như nước không thể nói là băng, có thể nói bằng là nước đông lại thành. Nước là do băng tan ra mà có, lìa khỏi băng không thể có nước, lìa khỏi nước cũng không thể có băng. Cho nên nói cũng không thể lìa thần lời ý, mà riêng biệt có nghiệp, chỉ cần dùng pháp môn phương tiện để diệt trừ tham sân si ba độc. Giống như mỗi ngày tinh tấn dũng mãnh tu học Phật đạo, thì cuối cùng nhất định sẽ thành tựu trí huệ vô thượng. Bồ Tát tu hành các hạnh nghiệp, tích tập vô lượng thắng công đức, tùy thuận Như Lai, sinh nhà Phật, tịch nhiên chẳng loạn tránh hồi hướng. Sự tu hành của Bồ Tát là sáu độ vạn hạnh, sự hành trì của Bồ Tát là Bồ Tát đạo. Bồ Tát tích tập vô lượng nghiệp lành, do đó tích tập vô lượng căn lành rồi sẽ thành tựu vô lượng công đức thù thắng. Bồ Tát thường theo Phật tu học, y giáo phụng hành, tùy thuận tâm bi của Như Lai, độ khắp chúng sinh công đức đầy đủ, giác hạnh viên mãn rồi sẽ sinh vào nhà Phật, chẳng lâu sẽ chứng được quả vị Phật. Bồ Tát chẳng chấp trước, chẳng nương tựa, tư tưởng hành vi luôn luôn ở trong chánh định, an ổn vắng lặng, chánh tâm thành ý tu pháp hồi hướng, thành khẩn hồi hướng cho chúng sinh. Mười phương tất cả các thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ, đều đem căn lành hồi hướng cho, nguyện khiến đầy đủ vui an ổn. Thế giới chẳng chỉ riêng một thế giới này của chúng ta đang sống. Do đó, thế giới này, thế giới kia, mười phương vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước nọ, mười phương vô lượng các cõi nước. Các cõi nước trong những thế giới đó cũng đều có vô lượng đủ thứ chúng sinh. Bồ Tát vào trong các cõi nước trong mười phương thế giới hành Bồ Tát đạo. Ngài nhìn chúng sinh đều bình đẳng, giáo hóa khắp hết thảy tất cả các loài chúng sinh. Ngài đều nhiếp thọ hộ niệm. Ngài đem căn lành công đức của mình tu tập, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh được nhiếp thọ. Nguyện những chúng sinh đó đều phát tâm Bồ Đề, sinh tu Phật đạo, viên mãn đầy đủ Bồ Đề, đắc được vui an ổn. Chẳng vì thân mình cầu lợi ích, muốn khiến tất cả đều an lạc, chưa từng tạm khởi tâm hí luận, chỉ quán các pháp không vô ngã. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tu sáu độ vạn hạnh, tích tập tất cả căn lành công đức. Ngài chẳng phải vì lợi ích của bản thân mình mà làm, mà là muốn đem công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh,
lợi ích chúng sinh, khiến cho mười phương các chúng sinh đều đắc được an lạc. Suốt ngày trong tâm của Bồ Tát luôn chánh niệm, Ngài chưa từng có chút tư tưởng hành vi hí luận và lời nói vô vị. Ngài luôn luôn giữ chánh niệm, suy ngẫm quán sát các pháp đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, không chấp trước. Mười phương vô lượng các tối thắng, thấy được tất cả chân Phật tử, đều đem căn lành hồi hướng cho, nguyện khiến sớm thành vô thượng giác. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, trong vô lượng cõi nước chư Phật, thấy được rất nhiều đệ tử của Phật, chân tu thật học dưới tòa mười phương chư Phật. Bồ Tát đem căn lành công đức của Ngài tu tập hoàn toàn hồi hướng cho họ và cầu chư Phật phóng quang gia bị cho họ, khiến cho đệ tử Phật chân tu thật học đều phát tâm đại bồ đề tu Bồ Tát đạo, sớm được thành tựu quả vị Phật vô thượng giác, tức là quả vị Phật. Tất cả thế gian loại hàm thức bình đẳng nhiếp lấy không thừa sót, đem các nghiệp lành của tôi tu khiến chúng sinh kia sớm thành Phật. Tất cả thế gian bao quát thế gian mười phương ba đời, có chánh giác thế gian, khí thế gian, hữu tình thế gian, hàm thức tức là hữu tình, có thức có khí huyết đều gọi là hàm thức, con người cũng gọi là hàm thức, đây là một tên khác của chúng sinh. Loại hàm thức là các loại động vật có mạng sống khác nhau, đều bao quát ở trong đó. Bồ Tát dùng tâm từ bi bình đẳng, nhiếp lấy khắp, chẳng xả bỏ, chẳng có thừa sót, bất cứ loại chúng sinh nào Ngài đều từ tâm giáo hóa, đều độ họ chấm dứt sinh tử, vượt khỏi ba cõi, và đem đủ thứ căn lành tu hành được hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng họ sớm thành Phật đạo. Vô lượng vô biên các đại nguyện, vô thượng đạo sư đã diễn nói, nguyện các Phật tử đều thanh tịnh, tùy tâm họ thích đều thành mãn. Vô lượng vô biên nguyện lớn của chư Phật Bồ Tát phát ra, đều y cứ theo vô thượng đạo sư, chánh pháp của Phật diễn nói mà phát ra, nguyện hết thảy chúng đệ tử của chư Phật đều đắc được pháp thân thanh tịnh và trí huệ vô thượng, tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh đều thành tựu viên mãn. Quán khắp mười phương các thế giới đều đem công đức thí nơi đó, nguyện cho đều đủ diệu trang nghiêm, Bồ Tát học hồi hướng như vậy. Bồ Tát quán sát khắp mười phương tất cả thế giới, đem hết thảy công đức của Ngài bình đẳng bố thí cho chúng sinh mười phương thế giới, nguyện cho mười phương thế giới đều đắc được thanh tịnh, đầy đủ tất cả sự trang nghiêm, mà trở thành thế giới trang nghiêm thượng diệu. Bồ Tát tu pháp hồi hướng giống như đủ thứ đạo lý đã nói ở trên, tu học tất cả pháp hồi hướng. Tâm chẳng xưng lượng, các hai pháp, chỉ luôn thấu đạt pháp không hai, các pháp hoặc hai hoặc chẳng hai, trong đấu rốt ráo chẳng chấp trước. Bồ Tát thấu rõ chân đế của các pháp, tâm chẳng có nghi hoặc, cho nên trong tâm của Ngài chưa từng xưng lượng, cũng chẳng tính toán so sánh, chẳng nghĩ cũng chẳng nói, những pháp đó là đệ nhất nghĩa đế, những pháp đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Nếu có tư tưởng và lời nói như thế thì rơi vào sự có hình. Bồ Tát đã thông đạt các pháp, đều là pháp môn không hai, chẳng có phân biệt đệ nhất, đệ nhị. Nơi các pháp khổng tướng triệt để rốt ráo thấu đạt, cho nên chẳng có chút chấp trước nào. Mười phương tất cả các thế gian, đều là chúng sinh tưởng phân biệt, nơi tưởng phi tưởng chẳng chỗ được, như vậy thấu đạt nơi các tưởng. Mười phương hết thảy mỗi thế giới nói pháp đều căn cứ vào tư tưởng phân biệt của mỗi loài chúng sinh mà tạo thành, mới có thế gian này, thế gian kia nói pháp. Nếu bạn làm cho thứ tưởng này và phi tưởng đều không chẳng chỗ được, tức là không chẳng chỗ được. Nếu minh bạch đạo lý này thì biết tất cả tưởng đều là vọng tưởng, hư huyễn không thật, chẳng có thật thể. Các Bồ Tát đó thân tịnh rồi, tức ý thanh tịnh chẳng vết nhơ, lợi nghiệp đã tịnh không lỗi lầm, nên biết ý tịnh chẳng chấp trước. Những vị Bồ Tát đó thân nghiệp đều thanh tịnh rồi, thì chẳng có tà hạnh giết hại trộm cắp tà dâm. Ý nghiệp của Ngài thanh tịnh rồi, thì chẳng có tư tưởng tham sân si, chẳng có chút vết nhơ và ô nhiễm nào. Tham sân si tức là tỷ vết ô nhiễm. Lợi nghiệp thanh tịnh rồi thì chẳng sinh ra tất cả lỗi lầm và ưu sầu hoạn nạn. Vì đủ thứ ưu sầu hoạn nạn lỗi lầm của con người đều từ miệng mà ra, do đó bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Bạn phải biết ý nghiệp thanh tịnh rồi thì hiện ra trí huệ quang minh sáng suốt, đối với tất cả đều chẳng chấp trước. Một lòng chánh niệm Phật quá khứ, cũng nghĩ vị lai các đạo sư, cùng với hiện tại thiên nhân tôn đều học pháp của các ngài nói. Bồ Tát truyền tâm chánh niệm chư Phật đời quá khứ, cũng nghĩ tới chư Phật đại vị lai, đạo sư tức là tên gọi riêng của Phật,
Thiện nhân sư tức là Phật, bậc thầy sư biểu của trời người, cùng với Phật tôn kính của trời người hiện tại, ba đời chư Phật nói đủ thứ diệu pháp. Vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, ngày đều một lòng học tập. Ba đời tất cả các Như Lai, trí huệ thấu đạt tầm vô ngại, vì muốn lợi ích cho chúng sinh, hồi hướng Bồ Đề tu các nghiệp. Ba đời, quá khứ hiện tại và vị lai, chư Phật ở trong ba đời, trí huệ của các ngài đều thù thắng, thấu đạt các pháp thật tướng, tâm niệm chẳng có chút chướng ngại, tất cả đều nhậm vận tự tại. Vì muốn lợi ích cho chúng sinh mà đem căn lành công đức tu tập, hồi hướng về pháp Bồ Đề, tích tập tất cả các nghiệp lành. Huệ bậc nhất, huệ rộng lớn kia, huệ không hư vọng, huệ không đảo, huệ bình đẳng, thật huệ thanh tịnh, bậc huệ tối thắng nói như vậy. Trí huệ của tất cả chư Phật kia là trí huệ bậc nhất, là trí huệ rộng lớn khắp hư không, là trí huệ chẳng hư vọng, là trí huệ chẳng có điên đảo, là trí huệ bình đẳng chân thật, là trí huệ thanh tịnh quang minh không nhiễm. Đó là do bậc trí huệ tối thủ thắng nói như vậy, nói với chúng ta như vậy. Hồi hướng đến tất cả mọi nơi thứ tư. Phật tử, thế nào là hồi hướng đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong bài kệ ở trên rồi, ngài lại tiếp tục gọi một tiếng. Các vị đệ tử của Phật, thế nào là pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát tu hành? Các vị có minh bạch chăng? Chẳng màng các vị có minh bạch hay không minh bạch, hiện tại tôi sẽ vì các vị nói về nội dung của pháp hồi hướng này. Phật tử, khi Đại Bồ Tát này tu tập tất cả các căn lành thì nghĩ như vậy. Nguyện sức căn lành công đức này đến tất cả mọi nơi, ví như thật tế chẳng có nơi nào mà chẳng đến, đến tất cả mọi vật, đến tất cả thế gian, đến tất cả chúng sinh, đến tất cả cõi nước, đến tất cả các pháp, đến tất cả hư không, đến tất cả ba đời, đến tất cả hữu vi vô vi, đến tất cả lời nói âm thanh. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này trong quá khứ khi ngài phát nguyện tu tập pháp hồi hướng, tích tập đủ thứ căn lành, thì ngài đã từng quán tưởng lập tâm nguyện như vậy: chỉ nguyện nghiệp lành tu tập sự công đức thành tựu của tôi khắp cõi hư không pháp giới, ví như tất cả pháp chân thật tế chẳng có chỗ nào mà chẳng đến, chẳng có lúc nào mà không có ở đó. Lại hy vọng sức công đức này có thể đến khắp tất cả vật thể hữu hình, đến trong tất cả thân tâm chúng sinh, đến trong tất cả cõi nước thế gian, đến tất cả các pháp, khiến cho tất cả chánh pháp thiện pháp đắc được sức công đức phát dương rộng lớn, đến khắp trong hư không, khiến cho hư không đầy rẫy sức căn lành công đức này, đến tất cả pháp hữu vi của thế gian và pháp vô vi xuất thế gian, đến tất cả chỗ lời nói âm thanh. Bồ Tát hy vọng sức căn lành công đức của ngài đến những nơi đã nói ở trên, trong thời gian đó đều phát huy tác dụng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Nguyện căn lành này cũng là như thế, đến khắp tất cả các chỗ Như Lai, cúng dường ba đời tất cả chư Phật. Những lời nguyện của chư Phật quá khứ đều viên mãn. Chư Phật vị lai đầy đủ trang nghiêm, chư Phật hiện tại cùng với cõi nước đạo tràng chúng hội khác, khắp đầy tất cả hư không pháp giới. Bồ Tát lại nói, hy vọng sức căn lành công đức của tôi tụ tập, giống như ở trên đã nói, cũng đến khắp mười phương ba đời, các cõi nước chư Phật. Lại nguyện những lời nguyện của chư Phật quá khứ đều được viên mãn, chư Phật đời vị lai, tu nhân đã viên mãn, chứng được đầy đủ trang nghiêm, phước đầy đủ, huệ đầy đủ, trăm phước trang nghiêm. Chư Phật hiện tại, trong đạo tràng pháp hội cõi nước của các ngài ở, do sức căn lành công đức của tôi đầy rẫy khắp tất cả hư không pháp giới. Nguyện do sức tin hiểu oai lực lớn, do trí huệ không chướng ngại rộng lớn, do tất cả căn lành đều hồi hướng, đem cúng dường như chư thiên cúng dường, mà vì cúng dường đầy khắp vô lượng vô biên thế giới. Bồ Tát dùng nguyện lực căn lành công đức của ngài tu tập đã đến mục đích cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật của ngài. Đó hoàn toàn là nguyện lực của ngài và tin hiểu thù thắng, có thể tùy tâm chuyển biến sức đại oai đức thần thông. Sau đó là Bồ Tát đã chứng được đại trí huệ, nên chỗ hành chỗ đến đều chẳng có chướng ngại. Đồng thời cũng là vì Bồ Tát tu tập căn lành công đức, ngài chẳng vì lợi mình mà là vì tất cả chúng sinh, ngài đem căn lành công đức tu tập tơ hào chẳng sẻn tiếc, thầy đều hồi hướng cho chúng sinh, cho nên ngài có thể sức nguyện đã thành. Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến chư Phật đều là vật chân kỳ hiếm có trên đời, có thể bằng với phẩm vật của chư thiên cúng dường chư Phật, số lượng đầy khắp vô biên thế giới, công đức cúng dường cũng đầy khắp hư không. Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy,
Chư Phật Thế Tôn khắp tất cả hư không pháp giới, đủ thứ nghiệp sinh khởi, mười phương bất khả thuyết tất cả thế giới, bất khả thuyết cõi Phật, cảnh giới Phật, đủ thứ thế giới, vô lượng thế giới, không phân biệt thế giới. Thế giới chuyển, thế giới nghiêng, thế giới ngửa, thế giới úp. Như vậy trong tất cả các thế giới, chư Phật hiện trụ thế, thể hiện đủ thứ thần thông biến hóa. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, ngài lại tư duy quán tưởng như vậy. Chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời, pháp lực đại oai đức của các ngài đạt đến khắp tận hư không khắp pháp giới, đó là do thuở xưa các ngài tu tập đủ thứ căn lành, vô lượng vô biên nghiệp thiện sinh khởi, lại có mười phương bất khả thuyết, chẳng có cách chi nói ra rốt ráo nó có bao nhiêu thứ thế giới khác nhau, lại có bất khả thuyết nhiều cõi nước chư Phật. Cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn, đủ thứ thế giới khác nhau, thế giới chẳng có số lượng, chẳng có phân biệt, chẳng có giới hạn, thế giới lớn, thế giới nhỏ, lại có thế giới luôn luôn chuyển động, thế giới nghiêng chẳng thẳng đứng, thế giới ngửa, thế giới úp xuống, có thế giới lớn nhỏ như vậy khác nhau, hình trạng khác nhau, trong đủ thứ thế giới đều có Phật đang ở trong đó, chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Chư Phật vì giáo hóa chúng sinh, vận dụng phương pháp, phương tiện khéo léo, cho nên ngài thị hiện đủ thứ sức thần thông biến hóa, nhiếp thọ chúng sinh. Trong những thế giới đó, có Bồ Tát dùng sức hiểu thù thắng, vì các chúng sinh đáng kham thọ được sự giáo hóa. Ở trong tất cả các thế giới đó hiện làm Như Lai xuất hiện ra đời, cho đến nơi nhất thiết trí khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của Như Lai. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, ở trong những thế giới khác nhau như đã nói ở trên, đều có Bồ Tát, những Bồ Tát đó đều có đại trí huệ, có sức lý giải đặc biệt thù thắng. Đối với diệu pháp thâm sâu vi diệu của chư Phật nói, các ngài đều lãnh thọ được, thông đạt, vận dụng. Các ngài quán sát chúng sinh trong mười phương thế giới, những người nào cơ duyên đã chín mùi, những người nào kham thọ được sự giáo hóa của Phật, thì Bồ Tát liền vận dụng thần thông biến hóa của các ngài, thị hiện thân Phật xuất hiện ra đời tại thế giới đó, để giáo hóa chúng sinh, tiếp dẫn chúng sinh quy y cửa Phật. Bồ Tát chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn, giáo hóa chúng sinh khiến cho họ có thể đắc được nhất thiết trí huệ, đến cảnh giới trí huệ nhất thiết xứ, và còn đối với khắp chúng sinh giảng nói Phật, có vô lượng sức thần thông tự tại, tùy tâm vận dụng. Pháp thân đến khắp chẳng có sai biệt, bình đẳng vào khắp tất cả pháp giới, thần Như Lai tạng chẳng sinh chẳng diệt, phương tiện khéo léo hiện khắp thế gian, chứng được pháp thật tánh vì vượt qua tất cả, đạt được bất thoái chuyển vì sức vô ngại sinh vào nhà Như Lai, tri kiến không chướng ngại vì ở trong giống tánh oai đức rộng lớn của Như Lai. Pháp thần đến khắp, đây là nói pháp tánh thân của Phật, ngài có thể đi đến khắp cõi nước chư Phật, nơi nơi đều giống nhau chẳng có khác biệt, bình đẳng vào khắp, tức là trí thân của Phật, ngài vào khắp tất cả pháp giới. Thần Như Lai tạng là không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Thần Như Lai tạng là dùng phương tiện khéo léo khắp xuất hiện trong tất cả thế gian, chứng được tánh chân thật của các pháp, vì thật tánh của các pháp vượt qua tất cả có hình có tướng. Bồ Tát đắc được niệm không thối lùi là ngài có tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, tu sáu độ vạn hạnh. Bồ Tát tu quả vị đại thừa, ngài quyết chẳng thối lùi về quả vị nhị thừa. Ngài luôn luôn tinh tấn tu tập chánh pháp, vì ngài đã đắc được trí lực viên dung vô ngại, vì chẳng thọ tất cả sự chướng ngại. Bồ Tát đã sinh vào nhà Như Lai, đắc được thân Như Lai tạng, dứt hẳn hai chướng, đắc được tri kiến quyền thật vô ngại của Như Lai và diệu dụng oai đức rộng lớn của Như Lai, vì ngài đã sinh vào trong giống tánh của Phật. Phật tử Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành của ngài đã gieo trồng, nguyện ở chỗ các đức Như Lai như vậy, dùng các thứ hoa đẹp và các thứ hương thơm, màn lọng tràng phan y phục đèn đuốc cùng với tất cả đồ trang nghiêm khác dâng lên cúng dường, hoặc hình tượng Phật hoặc tháp miếu Phật, thầy đều như vậy, đem căn lành đó hồi hướng như vậy, đó là bất loạn hồi hướng, nhất tâm hồi hướng, tự ý hồi hướng, tôn kính hồi hướng, không động hồi hướng, không trụ hồi hướng, không nương tựa hồi hướng, không tâm chúng sinh hồi hướng, không tâm đùa tranh hồi hướng, tâm vắng lặng hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến khắp tất cả mọi nơi, ngài đem tất cả căn lành đã gieo trồng, nguyện ở trong đạo tràng của mười phương chư Phật, dùng nhiều thứ hoa quý đẹp, nhiều thứ hương thơm lạ, nhiều thứ màn đẹp, lọng hoa tràng cao, phan dài, y báu, đèn báu, đuốc lớn, cùng với đủ thứ phẩm vật hiếm có, dâng cúng chư Phật, trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư Phật còn hiện tiền, hoặc hình tượng Phật,
Bồ Tát chẳng những cúng dường chư Phật hiện đời, mà dù hình tượng Phật quá khứ đã vào Niết Bàn và tháp xá lợi của Phật người sau này dựng lên, chùa miếu tạo dựng kỷ niệm chư Phật, Bồ Tát cũng đều cúng dường như vậy, chẳng có phân biệt. Đồng thời đối với chư Phật ba đời, cũng đều đem căn lành của Ngài thành ý hồi hướng, dùng sự hồi hướng mà làm cúng dường. Khi Bồ Tát hồi hướng, thì nào là không loạn hồi hướng? Không loạn tức là trong tâm chẳng có tạp niệm, cũng chẳng vọng tưởng lăng xăng, mà là chánh tâm thành ý hồi hướng. Nhất tâm hồi hướng, trong tâm niệm, chuyên tâm chú ý hồi hướng, tự ý hồi hướng, tự mình khai ngộ, chẳng phải nhờ nhân duyên người khác khai ngộ, đem căn lành của mình hồi hướng, khiến cho người được lợi ích hồi hướng này, cũng có thể tự mình khai ngộ, tôn kính hồi hướng, vì cung kính tam bảo nên hồi hướng, bất động hồi hướng, chẳng vì cảnh giới thiện ác mà dao động, chẳng vì cảnh giới thuận nghịch mà lay động, dùng định lực bất động để hồi hướng, không trụ hồi hướng, tức là chẳng trước trụ nơi người, chẳng trước trụ nơi pháp, hồi hướng người và pháp đều không, không nương tựa hồi hướng, chẳng nương vào cảnh giới hồi hướng, không tâm chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh đem căn lành của mình tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nhưng chẳng chấp trước vào chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào công đức hồi hướng. Vì Bồ Tát chẳng có tướng ta, tướng chúng sinh, biết cái ta là không, cho nên hành sở vô sự, chẳng chấp tướng hồi hướng, tâm không đua tranh hồi hướng, tâm chẳng có tranh đua, tâm bình khí hòa, xử sự tiếp vật, nơi hành vi bình dị gần người, mọi việc đều khiêm hòa, chẳng tranh dài ngắn với người. Nếu người có tâm cường hão thắng thì mỗi sự việc đều không thể khiêm nhường, dễ sinh ra cống cào ngã mạn. Người tính tình như thế thì không thể tu đạo. Do đó, tranh là tâm thắng phụ, trái ngược lại với đạo. Tâm bình sinh bốn tướng, sao đắc được tam muội? Tâm vắng lặng hồi hướng, vắng lặng tức là niết bàn, tránh thuận niết bàn để hồi hướng. Mười thứ hồi hướng ở trên là phân biệt hiển hiện tướng tâm của Bồ Tát tu hồi hướng. Bồ Tát dùng 10 thứ hồi hướng này, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thật tế. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tận pháp giới hư không giới, trong tất cả kiếp quá khứ vị lai hiện tại, chư Phật Thế Tôn đắc được nhất thiết trí, thành tựu đạo Bồ Đề, vô lượng danh tự, thầy đều khác biệt. Nơi mọi thời thị hiện thành chánh giác, thầy đều trụ thế, suốt thuở vị lai, mỗi vị Phật đều dùng pháp giới trang nghiêm, mà trang nghiêm thân mình. Đạo tràng chúng hội khắp cùng pháp giới, tất cả cõi nước tùy thời hiện ra mà làm Phật sự. Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi trong thập hồi hướng, lại quán tưởng như vậy, tận cùng pháp giới khắp hư không giới, kiếp quá khứ, kiếp vị lai và kiếp hiện tại. Trong những kiếp đó, mười phương chư Phật Thế Tôn ba đời đều chứng được hết thảy trí huệ. Các ngài tu hành viên mãn, công đức đầy đủ, đã thành tựu đạo Bồ Đề. Các ngài theo nguyện thị hiện đủ thứ thân, ở trong vô lượng kiếp tùy nơi thị hiện, cho nên có vô lượng danh tự, mỗi danh tự đều khác nhau, trong mỗi thời kiếp khác nhau thị hiện thành chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Trong những thế giới đó, thọ lâu ở đời giáo hóa chúng sinh, tuổi thọ của Phật ở đời sống lâu suốt thuở vị lai cũng không vào niết bàn, có lúc vì ứng cơ duyên của chúng sinh mà thị hiện vào niết bàn, đó là một thứ phương tiện khéo léo độ hóa mà thôi. Tâm bì của Phật nặng, không thể xả bỏ chúng sinh mà vào niết bàn. Kỳ thật ngài đến một thế giới khác để giáo hóa chúng sinh. Mỗi một vị Phật đều dùng sự trang nghiêm pháp giới mà trang nghiêm thân mình. Vì thân Phật tức là pháp giới, ví như chúng ta thường tụng niệm thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, đây là pháp thân của Phật, cho nên đầy khắp tất cả mọi nơi, tức cũng là dùng sự trang nghiêm của pháp giới mà tự trang nghiêm thân mình. Đạo tràng của chư Phật, trong đạo tràng cử hành các thứ pháp hội, cũng là khắp cùng pháp giới, đầy rẫy khắp trong hết thảy cõi nước. Chư Phật tại cõi nước mười phương, tùy thời đều xuất hiện ra đời giáo hóa chúng sinh, ở trong mỗi cõi nước, đều bình đẳng rộng độ chúng sinh, làm Phật sự lớn, làm việc của Phật làm. Phật là vì muốn giáo hóa chúng sinh, cho nên Ngài mới tu chứng thành Phật. Hiện tại chúng ta muốn thành Phật, thì phải y theo giáo pháp của Phật nói mà tu hành. Người học Phật một ngày trước khai ngộ, thì phải thường sinh tâm hổ thẹn. Chúng ta phải biết từ vô lượng kiếp đến nay, đều vì ỷ lại chẳng tu hành, cho nên mới luân hồi trôi nổi sinh tử trong sáu nẻo, thoát chẳng khỏi biển khổ sinh tử. Đời này chúng ta gặp được Phật Pháp, nếu chẳng dũng mãnh tinh tấn, thì đợi chừng nào mới chấm dứt được sinh tử. Cho nên chúng ta phải từng giờ từng phút siêng tu giới định huệ,
diệt trừ tham sân si, đừng giả đãi lười biếng, cho rằng đó là việc tiện nghi. Kỳ thật từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta vì phạm mau bệnh giải đãi lười biếng cho nên đến bây giờ vẫn sinh rồi chết, chết rồi sinh, luân hồi không ngừng. Nghĩ đến đây thật khiến cho người ta khóc lóc rơi lệ, sinh đại hổ thẹn. Tại sao tôi phải lười biếng? Tại sao tôi chẳng tinh tấn tu hành? Tại sao tôi chẳng dũng mãnh dụng công? Nếu luôn luôn hồi quang phản chiếu như thế, quay lại cầu nơi chính mình, tự hỏi mình là một Phật giáo đồ, tôi đã có cống hiến gì cho Phật giáo? Nếu đã có cống hiến thì từ nay về sau tôi phải làm cho tăng trưởng sự cống hiến của tôi. Nếu chưa có cống hiến thì hãy mau nỗ lực làm một đại hộ pháp có sức lực nhất trong Phật giáo đồ, để trợ giúp cho Phật giáo phát triển, làm cho Phật giáo truyền bá trên toàn thế giới khắp vũ trụ, cho đến khắp hư không trái đất mặt trăng. Chẳng có chỗ nào mà chẳng thọ đến ánh sáng của Phật giáo chiếu khắp, chẳng có một nơi nào mà chẳng nghe đến bánh xe pháp thường lưu truyền. Đó mới là bổn phận hộ pháp của Phật giáo đồ chúng ta, đó mới tận một chút trách nhiệm của chúng ta thân làm Phật giáo đồ. Tại sao tôi phải nói như vậy? Vì tôi quan sát đến 6 chúng đệ tử này tu học Phật pháp, có không ít người hy vọng khai ngộ, muốn được pháp ích thù thắng vi diệu, khai mở đại trí huệ. Đây vốn chẳng phải vọng tưởng tham cầu, đây là hy vọng và mục đích của mỗi đệ tử Phật phải có. Bất quá chúng ta không thể dùng tâm tưởng ôm ấp hy vọng, không nỗ lực, không hạ thủ công phu, không tận bổn phận, đó là đắc chẳng được. Trên thế gian chẳng có miệng không nói lời không thì có thể đắc được thành quả. Người muốn khai ngộ thì phải dũng mãnh tinh tấn, đem chân tâm của bạn ra cước đạp thật địa tu hành dụng công, vì Phật giáo mà tận trách nhiệm, cống hiến thành tâm và năng lực của mình. Như thế thì nhất định sẽ đạt được mục đích của bạn, thực hiện hy vọng của bạn, bằng không thì lãng phí thời gian, chẳng có khi nào thành tựu. Bạn đừng trách Phật Bồ Tát không tiếp dẫn bạn, vì Phật Bồ Tát chẳng gạt người nhưng cũng chẳng thọ người gạt. Hiện tại trong xã hội có rất nhiều đoàn thể tôn giáo khác nhau, tuy nói tông chỉ và mục đích của tôn giáo khác nhau, nhưng cùng đều tuyên dương thanh tịnh hóa tâm con người, mưu cầu hòa bình cho nhân loại, hy vọng có thể đạt đến mục đích thế giới đại đồng. Trong những tôn giáo này thì nghĩa lý của Phật giáo rốt ráo nhất, sâu rộng nhất, chân thật nhất hơn hẳn các tôn giáo khác. Phật giáo là tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng những thường nhân loại, cứu nhân loại, mà từ bi của Phật giáo phổ cập đến tất cả sinh linh hữu tình, vô tình. Tôn giáo khác chỉ là một bộ phận trong Phật giáo. Nói về phương diện chiều dọc của Phật giáo là lượng bao trần xa. Nói về phương diện chiều ngang là ngang cùng tam tế, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong. Hướng ra ngoài chạy, chạy cũng không khỏi pháp giới. Phật giáo ở đâu mà chẳng có. Tinh thần của Phật giáo là tại chỗ này. Phật giáo là toàn nhân loại, chẳng phải riêng tư của một quốc gia nào. Tuy nói Đức Phật Thích Ca xuất hiện tại Ấn Độ, nhưng Phật giáo chẳng giới hạn một nơi tại Ấn Độ, mà là khắp pháp giới. Cho nên mỗi Phật giáo đồ đều phải tin chắc lời dạy của Phật, đạo lý chân thật của Phật nói mới là thật có thể cứu người nơi biển khổ sinh tử, cứu thế giới đạt đến như lý hòa bình. Trách nhiệm này là quá to tát sâu rộng, chỉ nguyện thân làm đệ tử của Phật phải ôm lấy lời dạy nghĩa lý, gánh vác trọng trách, cùng nhau nỗ lực, cứu mình cứu người, độ mình độ người. Như vậy tôi đều đem căn lành hồi hướng khắp cho tất cả chư Phật Như Lai, nguyện đem vô số lọng thơm, vô số tràng thơm, vô số phan thơm, vô số trướng thơm, vô số lưới thơm, vô số tượng thơm, vô số ánh sáng thơm, vô số lửa ngọn thơm, vô số mây thơm, vô số tòa thơm, vô số nơi kinh hành thơm, vô số chỗ ở thơm, vô số thế giới thơm, vô số núi thơm, vô số biển thơm, vô số sông thơm, vô số cây thơm, vô số y phục thơm, vô số hoa sen thơm, vô số cung điện thơm. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài nói giống như trong cõi nước của mười phương ba đời chư Phật đã nói ở trước, xuất hiện vô lượng chư Phật Như Lai, tôi nguyện chánh tâm thành ý đem đủ thứ căn lành của tôi tu tập, hồi hướng đến khắp tất cả chư Phật, cũng hồi hướng Bồ Đề và tất cả chúng sinh. Tôi muốn dùng vô số lọng báo thơm, vô số tràng báo thơm, vô số phan báo thơm, vô số trướng báo thơm, vô số lưới báo thơm, vô số tượng báo thơm, vô số ánh sáng báo thơm, vô số lửa ngọn báo thơm, vô số mây báo thơm, vô số tòa báo thơm, vô số nơi kinh hành báo thơm, vô số nơi chỗ ở báo thơm, vô số thế giới báo thơm, vô số núi báo thơm,
vô số biển báu thơm, vô số sông báu thơm, vô số cây báu thơm, vô số y phục báu thơm, vô số hoa sen báu thơm, vô số cung điện báu thơm. Bồ Tát cúng dường phẩm Phật đến chư Phật, thảy đều là Phật thượng hạng, chân quý, vô lượng số. Đây là biểu thị tâm tôn trọng cung kính, tâm chân thành đối với mười phương chư Phật và dùng đó để trang nghiêm đạo tràng. Vô lượng lọng hoa, nói rộng ra cho đến vô lượng cung điện hoa, vô biên lọng tràng hoa, nói rộng ra cho đến vô biên cung điện tràng hoa, vô đẳng lọng hương thoa, nói rộng ra cho đến vô đẳng cung điện hương thoa, bất khả số lọng hương bột, nói rộng ra cho đến bất khả số cung điện hương bột, bất khả xưng lọng y, nói rộng ra cho đến bất khả xưng cung điện y, bất khả từ lọng báu, nói rộng ra cho đến bất khả tư cung điện báu, bất khả lượng lọng đèn sáng, nói rộng ra cho đến bất khả lượng cung điện đèn sáng, bất khả thuyết lọng đồ trang nghiêm, nói rộng ra cho đến bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm, bất khả thuyết lọng mani báu, nói rộng ra cho đến bất khả thuyết cung điện mani báu. Bồ Tát lại dùng vô lượng hoa làm thành cách lọng cúng dường mười phương ba đời chư Phật. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có vô lượng cung điện hoa, lại có vô biên lọng tràng hoa, đều dùng châu báu làm thành. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có vô biên cung điện tràng hoa, dùng tràng hoa tạo thành cung điện, lại có vô đẳng lọng hương thoa. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có vô đẳng hương thoa tạo thành cung điện, lại có bất khả số lọng hương bột. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả số vô lượng cung điện làm bằng hương bột, lại có bất khả xưng lọng y. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả xưng cung điện y, lại có bất khả từ lọng báu. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả tư cung điện báu, lại có bất khả lượng lọng đèn sáng. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến bất khả lượng cung điện đèn sáng, lại có bất khả thuyết lộng đồ trang nghiêm. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm, lại có bất khả thuyết lộng mani báu. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả thuyết cung điện mani báu. Bồ Tát dùng vô lượng vô biên phẩm Phật chân quý, không thể dùng tâm suy ngẫm, không thể dùng lời diễn đạt được, cúng dường mười phương ba đời chư Phật và trang nghiêm đạo tràng của Phật. Như vậy, phan báu mani, chướng báu mani, lưới báu mani, tượng báu mani, ánh sáng báu mani, lửa ngọn báu mani, mây báu mani, tòa báu mani, nơi kinh hành báu mani, chỗ ở báu mani, cõi báu mani, núi báu mani, biển báu mani, sông báu mani, cây báu mani, y phục báu mani, hoa sen báu mani, cung điện báu mani, thảy đều bất khả thuyết, bất khả thuyết. Mani là tổng danh của châu báu, ánh sáng báu của nó đặc biệt thanh tịnh, sáng chói, chẳng thọ tất cả sự cấu bẩn ô nhiễm nào. Châu báu này ở tại chỗ nào thì nhất định sẽ tăng oai đức của nó, nếu hút bỏ vào trong nước đục thì nước liền trong, còn gọi là châu như ý. Nó hay làm cho tại tâm mong cầu đều được mãn nguyện. Báu vật này chỉ có bậc thánh, có đức hạnh mới hưởng thọ được, phàm phu tầm tham chẳng thấy được. Bất khả thuyết là danh tự số mục của Ấn Độ, là một trong những số mục lớn. Ở trước có nói bất khả thuyết, nhiều châu báu mani làm thành lọng báu, và lại có bất khả thuyết châu báu mani làm thành tràng báu, và dùng châu báu mani làm phan báu, châu báu mani làm chướng báu, châu báu mani làm lưới báu, châu báu mani làm tượng Phật báu. Ánh sáng châu báu mani chiếu ra mười phương vô tận cõi nước, ánh sáng châu báu mani chiếu sáng giống như lửa ngọn chiếu thẳng đến trời hữu đỉnh. Tia sáng của châu báu mani như mây cát tường lơ lửng trong hư không. Dùng châu báu mani làm Phật tòa, dùng châu báu mani nghiêm sức mặt đất đi kinh hành, dùng châu báu mani nghiêm sức chỗ ở, cõi nước báu mani, núi báu mani, biển báu mani, sông báu mani, cây báu mani, châu báu mani làm thành y phục báu, hoa sen báu mani, châu báu mani trang nghiêm cung điện, đủ thứ ở trên dùng châu báu mani làm vật nghiêm sức. Chẳng có thứ nào mà chẳng phải là vô lượng vô biên, không thể dùng lời lẽ để hình dung được. Như vậy, trong mỗi mỗi các cảnh giới, thảy đều có vô số lan can, vô số cung điện, vô số lầu các, vô số cửa lớn, vô số hình bán nguyệt, vô số cửa sổ, vô số báu thanh tịnh, vô số đồ trang nghiêm. Dùng các thứ vật cúng dường như vậy, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn như ở trên đã nói. Trong mỗi cảnh giới như kinh văn nói ở trước,
đều có vô số lan can bảy báu, lan can hiển hiện, vô số cung điện báu hiển hiện, vô số lầu các hiển hiện, vô số cửa lớn hiển hiện, vô số cửa sổ hình bán nguyệt hiển hiện, vô số cửa sổ hiển hiện, vô số bảy báu thanh tịnh hiển hiện, vô số đồ trang nghiêm và đồ cúng đạo tràng hiển hiện. Bồ Tát dùng những đồ vật cúng dường bảy báu chân quý làm cung điện chỗ ở, vân vân, cung kính cúng dường mười phương ba đời chư Phật Thế Tôn như ở trên đã nói. Nguyện khiến cho tất cả thế gian đều được thanh tịnh, tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi trụ nơi bậc thập lực, ở trong tất cả pháp đắc được pháp mình vô ngại, khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành đều được điều phục, tâm họ vô lượng đồng cõi hư không, đến tất cả các cõi mà chẳng chỗ đến, và tất cả các cõi bố thí các pháp lành, thường được thấy Phật trồng các căn lành, thành tựu đại thừa chẳng chấp các pháp, đầy đủ các thiện nghiệp, lập vô lượng hạnh, vào khắp vô biên tất cả pháp giới, thành tựu sức thần thông của chư Phật, đắc được trí huệ nhất thiết trí của Như Lai. Vị đại Bồ Tát đủ pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, ngài lại phát nguyện nói: Tôi nguyện nương sức đại oai thần của mười phương chư Phật, khiến cho tất cả thế gian đều đắc được thanh tịnh, nguyện hết thảy chúng sinh đều vĩnh viễn để khỏi đường ác và khổ luân hồi trong sáu nẻo, mà trụ nơi bậc thập lực, trụ nơi Phật địa, vĩnh viễn chẳng thọ thống khổ luân hồi. Lại hy vọng tất cả chúng sinh có thể tu học chánh pháp, thấu rõ thông đạt chư Phật, đối với các pháp hiểu biết như thật, đắc được trí huệ quang minh viên dung vô ngại, chẳng riêng mình đắc được căn lành lớn, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành, hết thảy tập khí không tốt, phiền não vô minh đều điều phục nhu hòa, diệt trừ sạch hết, khiến cho tâm họ như hư không, thanh tịnh trong sáng. Tuy nhiên Bồ Tát thường thường lai vãng trong mười phương cõi nước, nhưng chẳng động thân, chẳng có dấu vết đến đi, đó tức là tâm của Bồ Tát đồng hư không, tu hành công hạnh vô lượng. Bồ Tát thường vào các cõi nước khác, chẳng phải ngài đi quán sát du hành, mà là ứng cơ phó duyên đi đến đó độ chúng sinh, bố thí đủ thứ pháp lành, giáo hóa chúng sinh, tu tập tất cả pháp lành. Bồ Tát từ bi làm đầu, độ khắp chúng sinh, cho nên ngài luôn luôn thấy Phật cúng dường Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, gieo trồng đủ thứ căn lành trước Tam Bảo, tu hành đạo Bồ Tát, thành tựu công đức đại thừa, viên mãn tu tập hạnh môn đại thừa. Bồ Tát thành tựu thù thắng như vậy, nhưng ngài đối với các pháp chẳng có chút chấp trước nào. Bồ Tát đầy đủ tất cả các nghiệp lành, kiến lập được vô lượng công đức, vào khắp vô biên hết thảy pháp giới, thành tựu sức thần thông như chư Phật, cũng đắc được đại trí huệ nhất thiết trí giống như Phật. Ví như không có cái ta nhiếp khắp các pháp, cũng lại như vậy. Các căn lành của tôi nhiếp khắp tất cả chư Phật Như Lai, vì thảy đều cúng dường chẳng có thừa sót, nhiếp khắp tất cả vô lượng các pháp, vì đều có thể ngộ nhập không chướng ngại, nhiếp khắp tất cả các chúng Bồ Tát, vì rốt ráo đều đồng với căn lành, nhiếp khắp tất cả các hạnh Bồ Tát, vì nguyện lực xưa đều viên mãn, nhiếp khắp tất cả Bồ Tát Pháp Minh, vì thấu rõ thông đạt các pháp đều vô ngại, nhiếp khắp sức đại thần thông của chư Phật, vì thành tựu vô lượng các căn lành, nhiếp khắp sức vô sở ý của chư Phật, vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả, nhiếp khắp tam muội biện tài môn Đà La Ni của Bồ Tát, vì khéo chiếu rõ pháp không hai, nhiếp khắp phương tiện khéo léo của chư Phật, vì thị hiện sức đại thần thông của Như Lai, nhiếp khắp sự hàng sinh thành đạo, chuyển bánh xe pháp, điều phục chúng sinh vào niết bàn của tất cả chư Phật ba đời, vì cung kính cúng dường thảy đều khắp cùng, nhiếp khắp mười phương tất cả thế giới, vì nghiêm tịnh cõi Phật đều rốt ráo, nhiếp khắp tất cả các kiếp rộng lớn, vì ở trong đó xuất hiện tu hạnh Bồ Tát không đoạn tuyệt. Đại Bồ Tát tụ thập hồi hướng đến tất cả mọi nơi, ngài thành tựu đại thừa chẳng chấp các pháp, cùng với đắc được trí nhất thiết trí của Như Lai, là vì ngài có thể nhiếp khắp hết thảy. Ví như nói không có cái ta, pháp không có ngã, và nhiếp thọ khắp đủ thứ pháp, căn lành tu tập cũng không cái ta nhiếp pháp tướng, như đồng nhiếp thọ các pháp vậy. Căn lành của tôi cũng nhiếp khắp tướng căn lành của chư Phật, hạnh môn của chư Phật tu tôi cũng tu, công đức của Phật thực hành tôi cũng thực hành, tôi nhiếp thọ khắp chư Phật, đều cúng dường đến mỗi vị Phật, chưa từng bỏ sót một vị Phật nào không cúng dường, quyết không sinh ra tình hình dư thừa và không đủ. Tôi lại nhiếp trì khắp đủ thứ vô lượng các pháp, đối với các pháp nghĩa lý chân thật tôi cũng hoàn toàn ngộ nhập, hoàn toàn minh bạch mà thực hành, chẳng có chút chướng ngại nào. Bồ Tát chẳng những nhiếp thọ căn lành của chư Phật và thật nghĩa của các pháp, mà ngài cũng nhiếp thọ khắp tất cả Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát,
Những gì các ngài tu hành trong mười phương thế giới đều cùng rốt ráo, các ngài tích tập căn lành cũng giống nhau, căn lành của các Bồ Tát gieo trồng, ngài cũng trồng những căn lành đó, căn lành của các Bồ Tát tu, ngài cũng tu những căn lành đó. Tâm Bồ Đề mà các Bồ Tát ban đầu phát tâm, tăng trưởng đủ thứ căn lành, ngài ban đầu cũng phát tâm Bồ Đề để tăng trưởng các căn lành. Ngài lại nhiếp thọ khắp hạnh môn tu hành của các Bồ Tát trong mười phương thế giới. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, dùng sức lực nguyện lớn mà trước kia ngài đã phát, khiến cho các Bồ Tát và nguyện của chính ngài đã phát đều được viên mãn, cũng viên mãn đắc được như mười lực của Phật. Ngài lại nhiếp thọ khắp diệu pháp của các Bồ Tát tu trong mười phương thế giới và trí huệ quang minh thanh tịnh của các ngài chứng được. Bồ Tát vì đắc được trí huệ quang minh của tất cả các pháp, cho nên ngài thấu đạt được các pháp, ngộ sâu thật tướng các pháp, triệt để thông đạt vô ngại, diệu dụng, viên dung. Lại nhiếp thọ khắp sức đại oai đức đại thần thông của mười phương chư Phật, cũng thành tựu được sức đại oai đức thần thông đó. Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành của các ngài. Lại nhiếp thọ khắp mười lực và bốn vô sở úy của chư Phật, phát bốn tâm vô lượng của Phật: một, tâm từ vô lượng; hai, tâm bi vô lượng; ba, tâm hỷ vô lượng; bốn, tâm xả vô lượng. Làm mãn nguyện tất cả chúng sinh, lại nhiếp khắp tam muội và bốn trí vô ngại của các Bồ Tát trong mười phương thế giới. Bốn biện tài vô ngại là: một, pháp vô ngại biện tài; hai, từ vô ngại biện tài; ba, nghĩa vô ngại biện tài; bốn, nhạo thuyết vô ngại biện tài. Bốn biện tài vô ngại tức là bốn trí vô ngại. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa. Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, ngài nhiếp thọ khắp tam muội, biện tài, Đà La Ni của các Bồ Tát, ngài đều chiếu rõ, quán chiếu được các pháp, thông đạt các pháp, đều là pháp môn không hai, đệ nhất nghĩa đế. Lại nhiếp thọ khắp pháp phương tiện khéo léo đầy đủ của chư Phật, giáo hóa chúng sinh, mà còn có thể thị hiện sức đại thần thông giống như Phật. Lại nhiếp thọ khắp mỗi vị Phật trong ba đời, từ cung trời đâu xuất, hàng sinh xuống nhân gian, quá trình tám tướng thành đạo, như nhập thai, trụ thai, xuất thai, thành đạo, chuyển pháp luân, điều phục chúng sinh, cho đến vào Niết Bàn, và còn cung kính cúng dường mười phương ba đời chư Phật. Mỗi cõi nước đều có một vị Phật, ngài thảy đều cúng dường khắp. Lại nhiếp thọ khắp tất cả thế giới trong mười phương, khiến cho mỗi cõi nước, mỗi cõi Phật đều nhờ căn lành công đức của ngài mà trở thành cõi nước thanh tịnh, cõi Phật trang nghiêm, chẳng có một cảnh giới nào mà chẳng đạt đến rốt ráo. Lại nhiếp thọ khắp tất cả kiếp rộng lớn, vị đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, ngài ở trong mỗi kiếp đều xuất hiện ra đời, tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, lợi ích chúng sinh, cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, những Phật sự đó vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. 20 cầu nhiếp thọ khắp ở trên là phân biệt nói rõ nguyện vọng của vị Bồ Tát này, dùng nhiếp khắp căn lành hồi hướng về phương diện lý sự thảy đều chu toàn, thành tựu đức hạnh tự lợi của Bồ Tát về sau lợi ích chúng sinh. Nhiếp khắp tất cả hết thảy mọi loài, vì thị hiện thọ sinh trong đó, nhiếp khắp tất cả các cõi chúng sinh, vì đầy đủ hạnh của Bồ Tát phổ hiền, nhiếp khắp tất cả các hoặc tập khí, vì đều dùng phương tiện khiến cho thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả các căn chúng sinh, vì vô lượng khác biệt, đều biết rõ, nhiếp khắp tất cả sự hiểu biết và mong muốn của chúng sinh, vì khiến cho lìa tạp nhiễm đắc được thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả hạnh giáo hóa chúng sinh, vì tùy theo sự độ được mà hiện thân, nhiếp khắp tất cả nẻo chúng sinh, vì đều vào tất cả cõi chúng sinh, nhiếp khắp tất cả trí tánh của Như Lai, vì hộ trì giáo lý của tất cả chư Phật. Đoạn kinh văn ở trước là nói Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, ngài nhiếp trì khắp căn lành của mười phương chư Phật, nhiếp khắp thật nghĩa các pháp của chư Phật nói, nhiếp khắp pháp môn của các vị Bồ Tát trong các thế giới mà đắc được đại trí huệ thanh tịnh quang minh, cùng với đại oai đức, sức đại thần thông của chư Phật. Hiện tại đặc biệt biểu dương Bồ Tát là từ bi làm đầu, tinh thần vĩ đại bình đẳng hộ niệm chúng sinh. Bồ Tát chẳng những nhiếp khắp ưu điểm của chư Phật và của các Bồ Tát và thật tướng của các pháp, ngài cũng đến khắp trong bốn nẻo ác của chúng sinh, đến sáu nẻo luân hồi thị hiện đủ thứ thân hình chúng sinh, thọ sinh các loại chúng sinh, nhiếp thọ các loại chúng sinh, giáo hóa các loại chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi sáu nẻo. Lại nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều đầy đủ hạnh Bồ Tát như Bồ Tát Phổ Hiền tu, tu mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Lại nhiếp trì khắp tất cả các hoặc,
như hoặc thô, hoặc vi tế, hoặc chuẩn xa, hoặc thấy, kiến hoặc, hoặc nghĩ, từ hoặc, hoặc vô minh, vân vân, khiến cho các hoặc tập khí của chúng sinh đều đắc được thanh tịnh. Lại nhiếp trì các căn của tất cả chúng sinh, căn tánh của chúng sinh thảy đều khác nhau, Bồ Tát đều thấu hiểu được, có ngàn sai vạn biệt. Bồ Tát còn rất minh bạch các căn thú hướng của chúng sinh, lại nhiếp trì khắp sự hiểu biết, sự mong cầu của tất cả chúng sinh. Nếu sự hiểu biết là tà tri tà kiến, sự mong cầu là tà nhiễm ô trược, thì giáo hóa họ lìa khỏi sự hiểu biết và mong cầu chẳng chánh đáng, mà đắc được bản thể thanh tịnh. Lại nhiếp trì khắp tất cả hạnh môn giáo hóa chúng sinh tu hành, tùy theo sự tương ưng với chúng sinh mà vì họ hiện thân nói pháp. Lại nhiếp khắp tất cả sự tương ưng khế hợp với chúng sinh chánh đạo của Phật nói, dùng thần thông biến hóa phương tiện khéo léo vào sâu trong các loại chúng sinh, đồng lại tường nhiếp phương tiện giáo hóa. Lại nhiếp thọ trí tánh của chư Phật mười phương ba đời, tức là trí huệ thành tựu của chư Phật. Bồ Tát dùng trí huệ nhiếp thọ để hộ trì giáo pháp của chư Phật nói. Đoạn kinh này là hiển rõ pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát tu thành tựu công hạnh lợi tha. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, thì dùng không chỗ đắc được mà làm phương tiện, không ở trong nghiệp phân biệt quả báo, chẳng ở trong quả báo mà phân biệt nghiệp. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu, như phương pháp hồi hướng, như kinh văn ở trước có nói, thì Ngài ôm hoài bão chẳng chỗ đắc được, tất cả công hạnh đều không, tuy quy về không chỗ đắc được, mà hay viên mãn bồ đề, chẳng chấp nơi ý tự tại phương tiện, mà trái với nghĩa lý chân thật. Bồ Tát Ngài chẳng coi trọng về tạo nghiệp gì, thọ quả báo gì, chẳng dùng tâm nghĩ về mặt này, vì Ngài biết đạo lý. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, thôi đừng tạo nghiệp mới. Tuy nhiên Ngài biết đạo lý này, nhưng Ngài chẳng ở trong nghiệp mà phân biệt có quả báo gì, càng chẳng chấp trước ở trong quả báo thọ phân biệt Ngài tạo nghiệp gì, thọ quả báo gì. Bồ Tát đối với sự thọ khổ, Ngài nhận rằng là hết khổ, thọ báo là hết báo. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân chẳng sợ quả, ngược lại chúng sinh thì sợ quả mà chẳng biết đạo lý sợ nhân. Khi Bồ Tát tại nhân địa thì lúc nào cũng cẩn thận coi chừng, quyết không tạo các nghiệp ác. Nếu không coi chừng thì tương lai thọ ác báo. Cho nên chúng ta mỗi người, mỗi sự việc phải cẩn thận ở lúc ban đầu, thì nhất định sẽ không thọ quả báo ác. Nếu đáng thọ quả báo thiện thì Bồ Tát cũng thọ tự nhiên vui an lạc. Tuy không phân biệt mà vào khắp pháp giới, tuy chẳng chỗ làm mà luôn trụ nơi căn lành, tuy chẳng chỗ sinh khởi mà sinh tu pháp thủ thắng, chẳng tin các pháp mà vào sâu được, chẳng có nơi pháp mà đều thấy biết, hoặc làm không làm đều không thể đắc được, biết các pháp tánh luôn chẳng tự tại. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, tuy nhiên Ngài đối với nghiệp và báo chẳng chấp trước, chẳng ở nơi đó phí tầm suy nghĩ, nhưng hành vi của Ngài tự nhiên tạo thành đủ thứ nghiệp thiện, vì Bồ Tát đã lìa khỏi tất cả các nghiệp ác. Bất tất phải lưu ý, thuận theo tâm từ bi của Ngài, vào khắp pháp giới giáo hóa tất cả chúng sinh thọ khổ. Tuy Bồ Tát sớm đã biết các pháp đều không, thực hành mà chưa từng thực hành, làm mà không làm, không làm mà làm mà chưa từng làm, Ngài vẫn luôn luôn tu đủ thứ nghiệp lành, chưa từng quên tải bồi căn lành, tu tích tập phước huệ. Do đó, tải bồi mảnh đất trong tâm, hàm dưỡng bầu trời, bản tánh. Đó tức là một biểu hiện luôn trụ nơi căn lành. Bồ Tát thấu hiểu pháp tánh vốn không, biết nghiệp chẳng có thật thể. Nếu nghiệp có thật thể thì đừng nói nghiệp của mọi người đầy rẫy hư không, mà dù nghiệp thật thể của một người có thể tận cùng cõi hư không, cũng không dùng thọ hết được. Nghiệp tánh vốn không, không hình, không tướng, hư không vẫn là hư không. Nghiệp chướng của chúng sinh vẫn là nghiệp chướng của mỗi người. Tuy chẳng chỗ khởi, bản thể của tất cả các pháp là tính vắng lặng, không sinh, không khởi. Trong tâm kinh có nói, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Đó tức là nói bản thể của pháp. Tuy nói như vậy, nhưng Bồ Tát chưa từng vì đó mà phóng dật. Ngài vẫn sinh tu thánh pháp, tinh tấn dũng mãnh, tu học đủ thứ pháp thủ thắng. Tuy biết nghiệp tánh vốn không, Ngài vẫn tùy thời chú ý tạo các nghiệp thiện, chẳng tin các pháp. Ở đây chẳng phải nói Bồ Tát đã biết pháp tánh là không thì không tin tất cả các pháp, mà là nói Bồ Tát biết các pháp không, chẳng chấp trước nơi pháp không, vẫn vào sâu được các pháp thời tướng, đó là cảnh giới của Bồ Tát. Chúng sinh thì trước hết phải tin, do đó Phật pháp như biển, phải tin mới độ được.
Chúng sinh thì phải tin mới có thể vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Bồ Tát thì đã nhập vào dòng thánh nên chẳng còn sự tin cầu thúc, cũng chẳng còn luận đàm không tin bậy bạ. Cho nên nói tuy Bồ Tát chẳng tin các pháp mà vẫn vào sâu tất cả các pháp, trong tâm của Ngài cũng chẳng còn tâm chấp pháp tướng, nhưng Ngài quyết định biết thật tướng lý thể của tất cả các pháp, cũng thấy tướng vắng lặng của tất cả các pháp, chẳng có nơi pháp mà đều thấy biết, vô luận là có hoặc chẳng có, đều biết được thấy được, hoặc làm chẳng làm, đều không thể đắc được, chẳng màng bạn làm hoặc không làm đều là không, chẳng có chỗ được. Tại sao phải nói như vậy? Vì tất cả pháp tánh, nó luôn luôn chẳng tồn tại là không. Bồ Tát, vì pháp tánh của pháp luôn chẳng tự tại. Tùy đều thấy các pháp mà chẳng chỗ thấy, biết khắp tất cả mà không chỗ biết. Bồ Tát thấu rõ thông đạt cảnh giới như vậy, biết tất cả pháp nhân duyên làm gốc. Bồ Tát vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, thấu đạt các pháp không tướng. Đối với đạo lý sinh diệt của các pháp do chư Phật triển dương, đều biết đều thấy. Nhưng Bồ Tát chẳng chấp trước vào chỗ Ngài biết, chỗ Ngài thấy mà là không chẳng chỗ thấy. Bồ Tát Ngài biết khắp tất cả các pháp, nhưng Ngài chẳng chỗ biết, đó là biết mà chẳng biết, thấy mà chẳng thấy. Dùng đại định bất động để chiếu rõ tất cả, chỉ có Bồ Tát mới chẳng có tơ hào chấp trước như thế, mà còn thấu đạt tất cả cảnh giới. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp đều từ nhân duyên sinh ra, nhân duyên tức là gốc rễ sinh ra pháp, là không hình, không tướng. Nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Và nữa, chưa từng có một pháp chẳng từ nhân duyên sinh, thế nên tất cả pháp đâu chẳng phải là không. Và nữa, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt, Phật ta đại sa môn thường hay nói như vậy. Đó tức là đại trí Xá Lợi Phất, đại mục Kiền Liên, hai vị tôn giả tìm cầu nhiều năm, cơ duyên đến gặp được tỳ kheo Mã Thắng nói với các ngài như vậy. Hai vị tôn giả lập tức đi đến gặp Đức Phật và quy y với Phật, sau đó chứng được quả A-la-hán. Hai bài kệ đầu nói nhân duyên sinh khởi của pháp rất rõ ràng, tức cũng là đại biểu nghĩa lý trọng yếu của Phật giáo, đặc điểm riêng của các tôn giáo khác. Thấy pháp thân của tất cả chư Phật, đến tất cả pháp lìa nhiễm thật tế, hiểu rõ thế gian đều như biến hóa, thấu đạt chúng sinh chỉ là một pháp chẳng có hai tánh, chẳng xả nghiệp cảnh phương tiện khéo léo, nơi có hữu vi thì hiện pháp vô vi, mà chẳng dệt hoại tướng hữu vi, nơi có vô vi thì hiện pháp hữu vi, mà chẳng phân biệt tướng vô vi. Vì Bồ Tát thấu rõ đạo lý các pháp nhân duyên sinh ra, cho nên Ngài thấy được pháp thân của mười phương chư Phật. Ngài lìa khỏi tất cả nhiễm ô nên đạt đến cảnh giới rốt ráo của pháp. Công hạnh của Bồ Tát tu hành biết lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, lìa khỏi tướng nhiễm ô của thế gian, tức là pháp trần thật tế. Bồ Tát thấu hiểu tất cả sự vật trên thế gian đều như huyễn như hóa, phàm là những vật có hình có tướng đều là vô thường, phàm là có sự sinh diệt đều là hư vọng. Bồ Tát thấu rõ thông đạt để khỏi lý thì chẳng có sự để nói, biết chúng sinh vốn cũng có Phật tánh giống như Phật, chúng sinh cũng đều do pháp vô vi sinh ra, pháp vô vi là không hình không tướng, vĩnh hằng, Phật tánh cũng là vĩnh hằng chẳng biến đổi, do đó chúng sinh chỉ có một pháp chẳng có hai tánh, cho nên không cần xả lìa cảnh giới nghiệp và báo mà đến giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng phương pháp phương tiện khéo léo tùy thuận cơ duyên thích hợp với cảnh giới nghiệp báo của chúng sinh, phần rõ nhân duyên sự lý mà đối diện với hiện thật giáo hóa chúng sinh. Như đó Bồ Tát ở tại cảnh giới pháp hữu vi thì hiện diệu dụng của pháp vô vi, mà chẳng vì diệu dụng của pháp vô vi mà tổn diệt phá hoại tướng pháp hữu vi, tướng pháp hữu vi đó vẫn tồn tại nơi cảnh giới vô vi, trong pháp giới vô sở vì mà vi, chẳng vi mà vi thị hiện pháp hữu vi. Ngài cũng chẳng phân biệt chấp trước tướng vô vi, pháp hữu vi là pháp thế gian có hình có tướng, là vô thường trái với chân lý, đó là thế tục đế. Pháp vô vi là pháp xuất thế, thanh tịnh, chân thật, không hình, không tướng, vĩnh hằng, không biến đổi, tức là đệ nhất nghĩa đế. Để khỏi pháp thế gian, thì chẳng có Phật Pháp, thường nói Phật Pháp chẳng lìa pháp thế gian, là vì pháp hữu vi thế gian mới hiển bài diệu dụng của pháp xuất thế gian, chân đế. Để khỏi pháp vô vi, Phật Pháp, thì thế giới chẳng có quang minh, chẳng có chân lý, chúng sinh giống như chìm trong vực sâu đáy biển. Bồ Tát quán tất cả pháp rốt ráo vắng lặng như vậy, thành tựu tất cả căn lành thanh tịnh mà khởi tâm cứu hộ chúng sinh, trí huệ thấu rõ thông đạt tất cả biển pháp.
thường thích tu hành lìa pháp ngu si, đã đầy đủ thành tựu công đức xuất thế, càng chẳng tu học pháp thế gian, đắc được mắt trí huệ, lìa các mảng ngu si, dùng phương tiện khéo léo tu đạo hồi hướng. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, ngài căn cứ vào kinh văn đã nói ở trước, cho nên ngài quan sát các pháp thật tướng, biết tướng các pháp rốt ráo vắng lặng là không sinh không diệt, vắng lặng chẳng động, do đó mới thành tựu căn lành thanh tịnh của Bồ Tát. Có căn lành thanh tịnh rồi thì trí huệ sẽ tăng trưởng, phát tâm Bồ Đề, đại bi làm đầu, phát nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh. Phật pháp rộng lớn như biển cả, Bồ Tát có đại trí huệ như biển cả, cho nên ngài thấu rõ thông đạt pháp lớn như biển cả và sâu cảnh giới rốt ráo của pháp. Bồ Tát vì cứu hộ tất cả chúng sinh luôn luôn ưa thích tu hành, vì tu hành mới có thể lìa khỏi ngu si ngã bạn, đủ thứ chướng ngại, tăng trưởng trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ thành tựu căn lành công đức xuất thế, càng chẳng tham trước tất cả pháp điên đảo thế gian. Pháp nhiễm ô chẳng thanh tịnh, đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, lìa khỏi tất cả ngu si, giống như quét trừ mảng mau bệnh trong con mắt, dùng phương pháp, phương tiện khéo léo, tu trì pháp môn hồi hướng. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, làm vừa lòng tất cả chư Phật, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh, thọ trì đầy đủ tất cả Phật pháp, làm ruộng phước tối thượng của tất cả chúng sinh, làm đạo sư trí huệ của tất cả thương nhân, làm mặt trời thanh tịnh của tất cả thế gian, mỗi mỗi căn lành đầy khắp pháp giới, thầy đề cứu hộ tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ thanh tịnh đầy đủ công đức. Cả vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đem từ thứ căn lành của ngài tu tập hồi hướng như vậy, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi hướng trần như thật tế. Bồ Tát hồi hướng như vậy, lời lẽ đều phù hợp với tâm ý của chư Phật. Bồ Tát lại nguyện đem căn lành của ngài hồi hướng đến chư Phật, trang nghiêm mười phương cõi nước chư Phật, thanh tịnh mười phương cõi nước chư Phật. Bồ Tát đem căn lành công đức của ngài lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh và còn khiến cho chúng sinh đều thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát thọ trì pháp của mười phương chư Phật nói viên mãn đầy đủ, chẳng có thừa sót. Bồ Tát đã tu đến cảnh giới chẳng chỗ đắc được, cho nên ngài xứng đáng được gọi là ruộng phước tốt nhất của chúng sinh, lại có thể làm đại đạo sư có trí huệ của các thương nhân tìm cầu bảy báu, lại có thể làm mặt trời trong sáng của thế gian, giống như mặt trời chiếu sáng hư không. Bồ Tát mỗi một thứ căn lành đều đầy rẫy mười phương pháp giới, mỗi một thứ căn lành đều có công năng cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh, đầy đủ công đức, viên mãn thành tựu Phật quả. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì hộ trì được tất cả hạt giống Phật, thành thục được tất cả chúng sinh, trang nghiêm thanh tịnh được tất cả cõi nước, chẳng hoại tất cả các nghiệp, biết rõ được tất cả các pháp, bình đẳng quan sát được các pháp không hai, hay đến khắp mười phương thế giới, thấu đạt được địa dục thật tế, thành tựu được tiên hiểu thanh tịnh, các căn lanh lợi đầy đủ. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, khi ngài làm phương pháp hồi hướng giống như kinh văn nói ở trước, thì sẽ có những công dụng gì, có những lợi ích gì? Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, hiện tại tôi có thể quy về để nói, đại khái có 10 thứ thành tựu. Một, lợi ích của sự hồi hướng hộ trì được tất cả hạt giống Phật. Hộ trì nghĩa là bảo hộ giữ gìn, bảo hộ hạt giống thành Phật, giữ gìn huệ mạng của Phật, chẳng khiến cho đoạn tuyệt. Gì là hạt giống thành Phật? Người tu hành đạo thù thắng mới có thể kế thừa huệ mạng của Phật. 2. Bồ Tát đem căn lành của mình tu tập hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đắc được lợi ích của sự hồi hướng. Căn lành tăng trưởng, phát tâm Bồ Đề, tu tập pháp lành, căn lành công đức, sớm được thành thục viên mãn Bồ Đề quả Phật. 3. Sự công đức của Bồ Tát hồi hướng có thể trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương, lại có thể khiến cho cõi nước chư Phật trong mười phương càng thanh tịnh. 4. Lại chẳng hoại tất cả các nghiệp, tức là chẳng hoại nghiệp lành của tất cả chúng sinh, mà còn khiến cho tăng trưởng, tất cả nghiệp ác đều bị tiêu diệt, không còn sót. 5. Phật pháp sâu rộng như biển cả, chẳng có bờ mé, nhưng Bồ Tát đã tu chứng được trí huệ thủ thắng, cho nên ngộ được thật tướng chân đế của các pháp. Tại sao phàm phu chẳng dễ gì minh bạch các pháp, tiếp thọ đạo lý các pháp? Vì tâm trí của người bình thường bị năm dục che đậy, chẳng có trí huệ thanh tịnh. Trí huệ là do sự thanh tâm quả dục trong thiền định sinh ra. 6. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, ý cảnh thanh tịnh, tâm lượng rộng lớn, cho nên thông đạt các pháp, mà chẳng chấp vào các pháp, hay bình đẳng quan sát các pháp,
Trong kinh Kim Cang có nói là pháp bình đẳng chẳng có cao thấp. Hai chữ bình đẳng chẳng những nói tất cả pháp bình đẳng không hai, mà còn bao hàm có ý nghĩa nhân từ trong đó. Bình đẳng là thể của thật tánh, hay bình đẳng quan sát các pháp thì hay tu pháp lành, phát huy diệu dụng của các pháp. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, ngài tâm bì tha thiết, tâm từ bình đẳng, quan tâm đến tất cả chúng sinh, đó tức là nguyên nhân ngài hay bình đẳng quan sát các pháp không hại. 7. Bồ Tát lại có thể đến các mười phương thế giới, mục đích ngài đến mười phương thế giới là giáo hóa chúng sinh. Ngài chẳng thiên về thích thế giới tốt, hoặc ngài đặc biệt hoan hỷ chúng sinh thế giới đó, mà là đến các mười phương thế giới, tùy thuận tùy duyên phổ độ chúng sinh. 8. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, đắc được lợi ích thù thắng, tỏ ngộ minh bạch phương pháp thật tế của các pháp, tức là phải lìa khỏi dục niệm. Nếu như chẳng lìa dục, tham ái chấp trước năm dục, thì vĩnh viễn không thể minh bạch đạo lý chân thật của các pháp. Tại sao chúng sinh không thể thành tựu đạo nghiệp, chứng được Phật quả? Vì bị dục niệm trói buộc, điền điền đảo đảo, khởi hoang tạo nghiệp, vĩnh viễn ở trong luân hồi. Nếu đoạn dục khởi ái, nhất là phải đoạn tuyệt ý niệm dâm dục, tu phạm hạnh thanh tịnh, thì sẽ đạt đến cảnh giới thật tế của các pháp. Lúc này càng phải chú ý dục đã đoạn tuyệt, phải tiến lên một bước nữa, quét trừ sự chấp trước đoạn dục, đó mới là chân chánh đã đoạn được dục. Còn nếu trong tâm bạn còn tồn tại, tôi đã lìa dục, tôi là A-la-hán lìa dục, tôi đã thấy được thật tế của pháp, tôi đã khai ngộ, như thế chẳng những có thể chứng minh người đó chưa có đoạn dục, sợ rằng họ vẫn còn bị dục ràng buộc. Người thật đã lìa dục thì chẳng chấp vào tư tưởng lìa dục, tâm cảnh của họ sáng không, đã chẳng còn cái gọi là dục tồn tại nữa. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này thấu đạt được phương pháp lìa dục, chẳng chấp chẳng nương tựa, thấy được cảnh giới thật tế của các pháp. Các vị, tại sao phải lìa dục? Vì sở dĩ mà Phật chứng được quả Phật diệu giác là vì Phật chẳng còn dục nữa. Người nghĩ muốn học thì thứ nhất là phải học cách lìa dục của Phật, lìa tất cả tham dục của thế gian, hết thảy tam tạng kinh điển 12 bộ, bất cứ nói bao nhiêu đều kêu người lìa dục. Chẳng màng bộ kinh nào cũng đều nói như thế, cho nên lần này giảng kinh nhất định phải nhấn mạnh về chữ dục, vì chữ dục này nó có thể diễn biến ra vô lượng vô biên hậu quả không thể tưởng tượng được, lớn thì thành Phật quả, nhỏ thì được thân tâm an lạc, đều từ chữ dục này mà biến chuyển. Thành Phật hay đoạn lạc đều là nhân tố của nó, để khỏi chữ dục này thì không thể nói kinh điển. Các vị đừng xem thường mau bệnh nhỏ này, bất cứ là người tại gia, xuất gia, đệ tử Phật, chẳng phải đệ tử Phật, đều chẳng dễ gì trừ đi mau bệnh nhỏ này. Nếu có thể trừ nó đi được thì bất cứ người nào cũng đều có thể chứng quả A-la-hán, chứng được Phật quả. A-la-hán tức là đã lìa dục. Trong Pháp hội Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề nói với Đức Phật: Đức Thế Tôn, Ngài nói con là A-la-hán lìa dục bậc nhất, nhưng con chẳng nghĩ đến pháp này. Con cũng chẳng tự khen mình là A-la-hán lìa dục, là bậc nhất trong mọi người. Nếu con nghĩ như thế thì con còn chấp vào tướng đó, không thể lừa khỏi tướng đó mà còn tự cho rằng, thì đó là sai lầm. 9. Bồ Tát lại vì tu pháp môn hồi hướng này mà thành tựu tin hiểu thanh tịnh, đem công đức của ngài hồi hướng đắc được tâm tín chân chánh thanh tịnh, chỉ một không tạp nhiễm, từ đó chẳng còn sự tin hiểu không thanh tịnh nữa, càng mà ngoại đạo cũng không thể dao động ngài được nữa. Tin hiểu thanh tịnh trên thì khế hợp với chư Phật. 10. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này hay khiến cho họ đắc được các căn đầy đủ và lanh lợi. Các căn là chỉ 6 căn của con người, mắt tai mũi lưỡi, thần và ý. Đầy đủ 6 căn tức là 6 căn đều hoàn toàn, không thể chẳng có mắt hoặc chẳng nghe tiếng, có lỗ mũi mà chẳng ngửi được mùi thơm hôi, có lưỡi mà chẳng nếm được mùi vị, có thân thể mà chẳng sinh cảm giác, có căn ý mà không thể duyên pháp. Đó đều là 6 căn chẳng đầy đủ. Các căn đầy đủ lanh lợi tức là 6 căn viên mãn không thiếu khuyết mà lại còn lanh lợi. Như mắt thì nhìn thấy được rõ ràng, tai thì nghe tiếng rõ ràng, do đó gọi là tai thính mắt sáng. Mũi ngửi rõ được mùi, lưỡi phân biệt được năm vị rõ ràng. Cảm giác của thân cũng nhạy bén, ý duyên pháp cũng duyên được rõ ràng chánh quyết. Đó tức là biểu hiện của sự lanh lợi. Bồ Tát tu pháp hồi hướng này đắc được các căn đầy đủ viên mãn và có sự lợi ích công năng lanh lợi của nó. Ở trên là sự thành tựu pháp hồi hướng của Bồ Tát tu. Phật tử, đó là hồi hướng thứ tư đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật ở trên vừa nói là trình độ và cảnh giới hồi hướng thứ tư đến tất cả mọi nơi trong thập hồi hướng của Đại Bồ Tát.
Cao vị, chúng ta đã nghe qua đoạn kinh văn này, phải học vị Bồ Tát này cước đạp thật địa dụng công tu hành. Chẳng phải nghe rồi thì đã qua, đã hoàn tất việc một lần nghe kinh, nghe rồi nhưng chẳng thực hành, thì cũng giống như chưa nghe. Nghe kinh nghe pháp là cho chúng ta một cái đèn sáng chỉ đường, nhờ ánh sáng của đèn mà chiếu rõ đại đạo chúng ta đi, thì phải chiếu theo con đường hướng về trước mà tu hành. Giả như bạn đã biết con đường này mà chẳng đi, thì cuối cùng không thể đạt đến mục đích của bạn được. Giả sử bạn hy vọng muốn đạt đến nơi bạn muốn đi, thì phải y giáo phụng hành, theo pháp tu hành, chân thật dũng mãnh tinh tấn tu hành. Khi Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng này, thì đắc được thần nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì hay ứng hiện khắp tất cả thế giới, đắc được lời nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì dễ nói pháp trong tất cả thế giới, đắc được ý nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì thọ trì tất cả pháp của Phật nói, đắc được thần túc thông đến tất cả mọi nơi, vì tùy tâm chúng sinh thảy đều ứng hiện đến, đắc được tùy chứng trí đến tất cả mọi nơi, vì khắp thấu rõ thông đạt tất cả các pháp, đắc được tổng trì biện tài đến tất cả mọi nơi, vì tùy tâm chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ. Vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, khi Ngài tu hành pháp môn này, thì đây chẳng phải nói Ngài trụ trong hồi hướng bất động đình chỉ, cũng có thể nói Ngài một lòng chuyên chú pháp môn này, tâm chẳng sinh ý niệm khác. Trong kinh thường gọi là Đại Bồ Tát, đại ý nghĩa là lớn, là chỉ cho Đại Bồ Tát. Chữ đại đây là phân biệt vị Đại Bồ Tát này chẳng phải là Bồ Tát sơ phát tâm. Ngài đã từng phát tâm Đại Bồ Đề, tu hành đã trải qua bao nhiêu kiếp, có trí huệ tối thượng, đại bi làm đầu, tâm từ phổ độ chúng sinh, khó thực hành mà hành được, khó xả bỏ mà xả được, khó nhẫn mà nhẫn được, khắp hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát như vậy được gọi là Đại Bồ Tát. Nếu phàm phu phát tâm lớn tu học hạnh Bồ Tát, đối với mọi người từ bi hay nhẫn hay nhường, chịu bố thí cúng dường cung kính tam bảo, tinh tấn học đạo, người như vậy bất luận là người tại gia hay xuất gia cũng được gọi là Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát phàm phu. Nếu đời đời kiếp kiếp phát tâm tu hành cũng sẽ trở thành Đại Bồ Tát, tiến đến viên mãn đạt được quả Phật. Đại Bồ Tát mà ở đây nói là vì Ngài tu pháp hồi hướng này là đắc được đại dụng của ba nghiệp. Tuy nhiên Ngài chưa chứng được quả Phật, nhưng Ngài đã có hóa thân trăm ngàn ức, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngàn chỗ sở cầu ngàn nơi ứng, thường làm thuyền độ người qua biển khổ. Vì Bồ Tát này, Ngài cũng đắc được thân nghiệp, tùy ứng thân đến tất cả mọi nơi, bất luận thế giới nào, đều tùy duyên ứng hiện, giáo hóa chúng sinh. Đây tức là Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được lợi ích diệu dụng của thân nghiệp. Ngài lại đắc được lợi ích nghiệp lời nói đến tất cả mọi nơi. Bồ Tát hay ở trong tất cả thế giới dễ nói Phật Pháp. Khắp 3.000 đại thiên thế giới hết thảy tất cả chúng sinh ở nơi nào đều có thể nghe được Bồ Tát nói Phật Pháp. Bất cứ xa bao nhiêu hết thảy chúng sinh có duyên đều nghe được rất rõ ràng, giống như Phật. Phật dùng một âm diễn nói Pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Vì Bồ Tát Ngài tu đắc được lợi ích nghiệp lời nói, cho nên chúng sinh mỗi thế giới đều nghe được âm thanh của Ngài nói Pháp. Mỗi loại chúng sinh đều nghe hiểu Pháp của Ngài nói, mà còn cảm thấy Bồ Tát đang ở đó nói Pháp cho họ nghe. Đây tức là chỗ Bồ Tát đắc được thần thông diệu dụng về phương diện nghiệp lời nói, cho nên nói hay ở trong tất cả thế giới dễ nói Pháp vậy. Bồ Tát tại ý nghiệp cũng đắc được đến tất cả mọi nơi, thọ trì Pháp của chư Phật nói. Ngài có thể đến trong tâm chúng sinh nói Pháp, vào khắp tất cả thân chúng sinh, mà vì chúng sinh để hồi hướng, khiến cho tất cả chúng sinh từ từ cải ác hướng thiện, phát tâm Bồ Đề. Giống như chúng ta mỗi người phát tâm Bồ Đề, ngày càng tăng trưởng, tinh tấn thật tâm tu hành, đây tức là ý niệm của Bồ Tát, đến ở trong ý niệm của chúng ta, tâm Bồ Đề của chúng ta mới càng ngày càng lớn dần, mới có thể thọ trì tất cả Phật Pháp, ấn sâu ở trong ruộng tám thức, vĩnh viễn chẳng quên, ghi nhớ kinh điển, thông đạt nghĩa lý Phật Pháp, thuộc lòng Đà La Ni, chúng ta có thể thân thọ tâm trì, tức là được trợ giúp của Bồ Tát ý niệm. Đó tức là diệu dụng của Bồ Tát đắc được về phương diện ý nghiệp. Đó cũng là Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thành tựu về phương diện ý nghiệp. Cho nên Ngài mới có thể thọ trì tất cả pháp của Phật nói, tự lợi mà còn lợi ích chúng sinh. Ở trên là nói về Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được thể của ba nghiệp.
Bồ Tát ngài lại đắc được thần túc thông đến tất cả mọi nơi, tận hư không khắp pháp giới, không vào mà chẳng tự được vậy. Ngài nguyện đi đến đâu thì đi đến đó, dù xa bao nhiêu, ngài cũng không cần đi máy bay, chỉ một sát na thì đến được. Đây gọi là thần túc thông, thần tốc rất nhanh, chẳng bị bất cứ chướng ngại gì. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh, quan sát chỗ đắc được, đến đến đó hiện ra một ứng hóa thân, giáo hóa chúng sinh, mãn tâm nguyện của chúng sinh. Bồ Tát do vì tu pháp hồi hướng này mà đắc được tùy chứng trí đến tất cả mọi nơi. Trí huệ này hay khiến cho người dù gặp khó khăn gì, chẳng màng là việc phức tạp như thế nào, liền lập tức minh bạch giải quyết được khó khăn mà thuận lý thành công viên mãn. Chẳng những minh bạch cảnh giới phát sinh mà còn minh bạch đạo lý tất cả pháp là từ duyên sinh, từ duyên diệt. Bồ Tát làm thế nào mà minh bạch? Là vì ngài đắc được tùy chứng trí, trí huệ này chẳng chướng ngại, cho nên đối với bất cứ việc gì, cảnh giới gì đều giải quyết rất nhanh chóng. Giống như dùng đao bén chém cây, lập tức liền đứt. Dùng đao bén là dụ cho tùy chứng trí. Tùy chứng trí tức là trí huệ, thấy việc thì tỉnh việc. Cổ Đức thường nói, thấy việc tỉnh việc vượt thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Bậc thánh nhân được gọi là thấy việc tỉnh việc vượt thế gian. Người bình thường vì chẳng có tùy chứng trí cho nên thấy việc thì hồ đồ, chẳng biết xử lý như thế nào, y cứ theo chấp cái ta, thấy lệch lạc, làm việc một cách điên đảo, nên hậu quả không thể tưởng tượng được. Người biện sự thì nghênh nhận mà giải. Bồ Tát đắc được tùy chứng trí, thấu hiểu thật tướng của các pháp, hành sự thông đạt vô ngại. Bồ Tát lại đắc được tổng trì biện tài đến tất cả mọi nơi, hay tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều hoan hỷ. Tổng trì tức là tiếng Phạn, Đà La Ni. Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Trì điều thiện chẳng làm cho tán mất, trì điều ác đừng làm cho phát sinh. Biện tài tức bốn vô ngại biện, còn gọi là bốn trí vô ngại, tức là pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Bồ Tát vì tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được vô ngại biện tài về tổng trì. Do đó, Bồ Tát tùy nơi giáo hóa chúng sinh, tùy thuận căn tánh của chúng sinh, tùy tâm hoan hỷ của chúng sinh, tiếp dẫn chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều tại tâm mãn nguyện, các tưởng như ý, đều đại hoan hỷ. Tâm tánh của chúng sinh thảy đều khác nhau, ví như ăn thức ăn đều có sở thích của mỗi người, ngài đều khiến cho chúng sinh vừa ý, chẳng làm cho chúng sinh thất vọng. Bồ Tát thật tâm từ bi, vì làm vừa lòng chúng sinh, thậm chí ngài vào địa ngục thay thế chúng sinh thọ khổ, đều không có câu oán trách nào. Ngài hy vọng thấy chúng sinh hoan hỷ, chứ chẳng muốn thấy chúng sinh sầu khổ. Người học Phật phải học tập theo Bồ Tát, luôn luôn nhớ khiến cho người hoan hỷ. Đừng có vì mình tốt xấu mà nghĩ đến. Học đạo Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát là lợi người chẳng phải lợi mình. Phải lấy chúng sinh làm tiền đề, việc có lợi cho chúng sinh thì nên dũng mãnh mà làm. Bồ Tát chưa từng suy nghĩ có lợi hay không có lợi đối với mình. Bồ Tát thì ngu si như thế. Ở trên là diệu dụng ba nghiệp đắc được của Bồ Tát, tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi.